Cuộc đời con người, thời gian của chúng ta đến thế gian này nó thấm thoát đi qua mau lắm quý vị. Quý vị coi, có nhiều người chúng ta bây giờ có khi mà nhìn lại mình bốn mấy tuổi à. Nhớ hôm nào mình còn rất là nhỏ tuổi luôn, giờ bốn mấy rồi. Rồi cái tuổi bốn mấy này lây quay tới 50. Mà mình khi mà 50 tuổi là con người mình nó đã yếu rồi đó quý vị. Những Đức nhớ, những Đức biết vị thầy năm 42, 43 tuổi thầy nổi tiếng vậy lắm, thầy khỏe lắm. Vậy mà năm khoảng 48, 49 tuổi thì hình như thầy yếu, thầy không còn lại Quan Âm nhiều như ngày xưa đồ này kia. Thì mình cứ hồi ức, mình nghĩ mình nè, bản thân của mình nè. Bây giờ năm 42 tuổi mình cũng đang đương thời, mình khỏe quá. Vì sao mình không nắm bắt cơ hội này, mình làm cho tới luôn, làm cho tới cùng trong 7, 8 năm, 10 năm, để cho tất cả các đạo tràng đều phát diễn, hình thành cho tất cả quý thầy luôn, để cho tất cả quý thầy sau này quý thầy đều tiếp tục cái việc làm của mình đã làm, lo cho đại chúng. Những Đức nghĩ điều này thì người già sẽ được nhờ. Những Đức thấy rằng là các cụ già mà vô chùa mình, đúng là các cụ được nhờ, các cụ được nhờ quá lớn. Quý vị biết rằng là tới tuổi già mà ra đi là nhẹ nhàng đi dữ lắm, đa phần là đi giống như rất tự tại, đa phần luôn. Mà một ngôi chùa gì nó giúp ích biết bao nhiêu mà nói. Nên những Đức nói hòa thượng mình ngày xây những ngôi chùa gì đi, lợi ích cho người ta biết bao nhiêu nói quý vị. Mà cả bản thân nhiều người còn trẻ trẻ của chúng ta đang ngồi đây nè, quý vị nhớ là mình đang đi đến đây hộ trì, và bản thân mình cũng tương lai nhờ ở chỗ này nó hộ trì mình luôn, chắc chắn luôn á. Mỗi một con người chúng ta chỗ bình an nhất là có một nơi nương tựa bình an, mà mỗi ngày mình có thể tu hành, không cần lo nghĩ gì cái chuyện cơm áo gạo tiền gì hết. Đây là cái hạnh phúc lớn nhất rồi còn gì nữa. Đó, nên mình đang đến đây hộ trì là mình đang hộ trì mình tuổi già đó quý vị. Và mình đang thương yêu người già, mình đang lo cho người già, là mình đang lo cho tuổi già của mình đó. Chỗ này là 100%. Nên mỗi một đứa trẻ đi chăng nữa mà đi đến chùa mình tu đi chăng nữa, nó cũng đang là hộ trì Tam Bảo. Bây giờ quý vị coi, nếu như mà bữa nay cái khóa tu mà bây giờ quay phim nhìn xuống, có hai ba người lê que nói chứ. Những Đức cũng lên giảng bình thường thôi, không sao đâu. Cái tính của người Những Đức nghe quý vị, đã lên cái chương trình, lên cái thời khóa là Những Đức sẽ làm đó, sẽ làm tới cùng luôn á, chứ không có bao giờ bỏ cuộc đâu. Nó nhất là âm thanh màn gì là Những Đức làm liền. Âm thanh nó hay, giảng nghe rõ ràng. Nó, quý vị biết rằng là ở bên Đại Tùng Lâm, vì sao Những Đức không có tổ chức bên đó không? Vì cái nhà văn hóa Những Đức giảng không được. Cái nhà văn hóa Những Đức giảng không được. Âm thanh nó cứ vang 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 Những Đức giảng không được. Chứ nếu không là cái 15 với 30 dễ như Những Đức bỏ cuộc. Không có bỏ đâu. Nhưng mà do Những Đức giảng không được ở bên đó, nó vang á. Nên năm nay Những Đức nói Những Đức xin hòa thượng ơi, 15 với 30 hòa thượng cho con á, hướng dẫn Phật tử tu ngay cái chánh điện Vạn Phật đi. Vậy thì hòa thượng xây ở nơi đó nó có ý nghĩa dữ lắm. Mà chánh điện Vạn Phật á, đẹp quá, xung quanh toàn là Phật vàng thiệt luôn. Người ta vô người ta tu, mọi người người ta ngắm, người ta nhìn cái nó cũng có ý nghĩa. Mà những người này là những người niệm Phật không à, dư khách hành hương đồ này kia thì lang thang vòng vòng. Còn cái này nè, những người chuyên tu này mới đặc biệt nè. Họ là người nhiệt liệt, họ tu, họ muốn đời này giảng sanh, nên dẫn dắt họ đi đến họ tu. Nên những Đức mà mỗi lần mà ngồi cùng với hòa thượng, vì những Đức cứ thường nêu cái gì biết không? Hòa thượng ơi, con hòa thượng có duyên, nên thầy trò mình cố gắng trong cái nhân duyên mà lúc mà nó thuận duyên gì, làm cho tới đi hòa thượng. Những Đức thường cứ gì đó, những thứ cứ nói hòa thượng làm tới đi. Hòa thượng đừng có nghĩ đời sau nghe, đời mình đi, đời mình là nắm chắc ngon hơn. Đời sau mình không biết đâu, đời sau nó cái gì mình không có biết. Đời mình nắm được nè. Nên bây giờ con người chúng ta đang làm việc thiện, việc tốt được đời mình là mình làm đi. Đừng có nói là tiền của gì để cho con cháu đời sau làm. Chưa chắc đâu, nó chưa chắc làm đâu. Mình biết tu, mình nhận thức được thì mình làm. Còn nó đâu có tu đâu mà nó làm. Nên học trò của mình cũng chưa chắc nữa. Đời mình làm được làm đi. Nên Những Đức nói mà chùa gì mà xây lên là Những Đức nói thấy người ta ở đây hết là Những Đức mừng. Kỳ cục cái tính như Những Đức gì đó. Có nghĩa là nhà vừa xây xong là Những Đức muốn cho người ta ở liền, muốn cho người ta vô nhà đó ở liền, thích gì đó. Đó, giống như mà chùa chiền mà cắt lên mà phòng ốc là Những Đức muốn cho người ta vô ở liền, ở đông, đông người ở cho người ta tu là thích à.
À, quý vị biết rằng cái tâm tính nhân đức nghe, mỗi lần mà lo một cụ nào mà bả mà tới khi bả ra đi mà hộ niệm đàng hoàng cho bả mà ginh quan tài đưa ra tới xe mà chở bả đi lên đài hỏa táng đó, là những đức cảm thấy mừng, mừng khi lo cho được người đó. Ừ vậy đó, trong lòng vui lắm, vui khi mà lo cho một người được vậy đó. Chắc là cái tâm những đức vậy mà cái phước gì như đức nó lớn quý vị. Ồ, cái tâm khi mà lo cho người ta đến khi mà ginh quan tài đưa ra tới xe là trong lòng rất là mừng. Rồi đưa các cụ ra tới khỏi chùa, rồi đưa lên tới đài hỏa táng là những đức thấy thở cái kỳ, được rồi đó. Không có con cái gì làm phiền chứ, thấy được. Ừ. Đó. Trời ơi, quý vị biết rằng một con người ta khi người ta gần mắt đó là người ta đã bị trở ngại rồi, bị trở ngại liền à. Rồi bây giờ đa phần con cháu đó, nó không có hiểu, vừa mới có mắt xong là bắt đầu là đi coi thầy liền à. Đi coi thầy là liệm giờ nào tốt. Bây hổm mà dưới kia có ông cụ, mà có bạn gái bà tu cũng dữ lắm đó nha, mà trong con có mình bà, còn mấy thằng kia nó không biết tu. Hồi ôi, cái đám của ông cụ mà những đức cũng cũng đúng là tranh đấu thế kia, nuôi người rồi mà nó còn lúc cuối đời còn trở ngại chứ, nghiệp duyên kinh khủng đi chứ. Mấy thằng trai nó không hiểu Phật pháp, bắt đầu là nó coi thầy bà gì không biết, là 7 giờ liệm mới tốt. Lúc đó nó nói liệm xong là đem ông cụ về, nhưng mà ông cụ thì ông có tâm nguyện là ông ở chùa, tâm nguyện ông ở chùa phải không, thì thôi mình cũng làm hết lòng. Mình làm với một người này thì nhiều người kia người ta yên tâm. Còn nếu như mà mình nói thôi kệ, đã lo vậy rồi tùy duyên đi, muốn đem đi đâu đem, tắt cái quạt vậy, muốn đem đi đâu rồi đem, thì tự nhiên nghe mấy bà già khác á, bà thấy mình làm gì bà không yên tâm, thấy mình làm gì không có yên tâm. Không có yên tâm là trời, ông thầy này ông làm tới nước cuối mà thấy ổng sao không có tâm quyết, thấy con cái vô đem đưa về ổng im re, đi đâu mất tiêu, thì mấy bà già khác không yên tâm phải không. Nên mình đã lo cho một người thì mình phải làm tới. Từ khi không được mấy bà già khác thôi thầy đã làm hết mình mà không được thì thôi. Vậy đó mà trời ơi, 7 giờ mình đang nói chuyện với mấy đứa con bên đây, một hai đứa nó qua bên kia, ổng đang nằm chết vậy, đang hộ niệm vừa xong, vừa tắm xong, nó ẩm ổng nó bỏ vô quan tài hết trơn. Hình ổng nó bỏ vô quan tài, ghê chưa, ẩm để quan tài luôn, nói là giờ đó niệm tốt. Thấy ghê không, thì thấy không, trời trời, coi thầy bà tin thấy sợ thiệt. Nó mà trong khi mình ở đây cũng thầy bà. Mình của thầy bà nuôi ba mẹ nó mà ngộ, tại nó không tin, mà nó lại tin thầy bà coi ngày ngày giờ á, ngộ không. Nó mà đúng 7 giờ mình đang nói chuyện, mình đang bàn bạc, mình nói chuyện để tính giúp cho ổng, để bình đó nó bưng ổng nó đem để quan tài chào. Mấy cô chạy qua thở hào hển, nó thầy ô, nó ẩm cái xác ổng đi. Trời đất kỳ cục vậy, ổng xác đi đâu chợ. Đi qua thấy nó xong cái đồn những ngô bên kia, những ngô nói nè, tôi nói cho chú nghe nha, cái chuyện mà một người chết mà chú tì tiện chú ẩm, chú đưa vô quan tài kiểu này là nó kẹt dữ lắm. Nó hỏi kẹt gì thầy, con có biết cái gì, ngày thầy bà coi con thấy gì, đúng 7 giờ con ẩm con để quan tài con có biết gì đó. Nhưng ông nói, nhưng ông nói mấy người mà ẩm kiểu này cuối cùng, nó hỏi cuối cùng sao thầy, nó cuối cùng tự nhiên gì cái lử cái le ra ngoài chắc xanh mặt xanh mày cho nó sợ chậu, sợ xanh mặt xanh mày chứ. Cuối cùng những đứa vừa qua nó thầy thầy cứu con. Không đúng là nó phải biết chuyện bóng nha quý vị, mà mình đi dọ thì không nên, mà để người khác dọ mà ngoài đời nó sợ lắm quý vị ô. Cuối cùng nó gặp những đứa nó nắm tay nó thầy 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 cứu con. Nhưng Đức nói cứu gì mà cứu, bây giờ chú làm vậy là cái chuyện này là hết cứu, có Phật xuống cứu con nội chú nó thật hết. Nó lỡ nó đài nỉ, cuối cùng mà thôi mình cũng lỡ cái xác ông, mình nói đại cho mình có biết ổng cái gì đâu mà mình nói thí nó đại. Nó thôi ông cụ, giờ mắt trong chùa hộ niệm 24 tiếng rồi, vậy thôi con nó cái nó không biết, nó ẩm ông nó bỏ quan tài thì cũng liệm rồi, cũng như liệm đi, vậy thôi
Ông Quan Hỷ nghe, ông đừng có về ông bắt nó nghe, nó thật. Ngoài đời nó sợ chết đi lắm quý vị, sợ chết chùm á. Cái chuyện mà ngoài đời mà ta gặp cái quan tài, gặp người chết, ta không dám đụng nó, sợ nó sợ dữ lắm, kỳ cục vậy đó. Nó thì quý vị biết rằng mà ta coi thầy mà đúng 7 giờ là tốt, sao sao nó vậy mà nó ẩm bỏ vô quan tài, ghê chưa. Mà cuối cùng mà những đức đứng với ông như đức nói, bây giờ con cái nó hiểu, nó làm sai rồi, bây giờ ta ông thông cảm cho nó, chứ ông đừng có tối hôm nay ông về mà ông bắt nó nghe, nó ba đừng có bắt con ba u. Con còn con cái tùm lum tùm la, chứ ba ta thứ cho con không biết. Bây giờ thôi thầy nói gì con nghe nấy, con không dám nữa. Xong những đức nói thôi vậy thì để đây đưa đi thiêu đồ đàng hoàng hết dân đi. Nó dạ. Xong rồi đưa đi thiêu xong hết dân đâu vào đó theo tâm nguyện của ổng. Nó dạ. Thấy chưa, quý vị thấy con trở ngại thì ghê á. Mà khi ngồi nói chuyện trò cũng nói nhiều tên, nó cũng dữ dằn lắm, dẫn nó nghe. Thôi quý vị thấy không, nên mình vô tới ngôi Tam Bảo đó mà nó còn có sự trở ngại đó. Chứ không chi mình ở ngoài đời mà khi mình yếu một cái là tờ ở mặt tình cho người ta, muốn làm sao người ta làm, mà người ta không có biết tu. Đa phần ta không biết tu, không có chuyện niệm Phật đồ cho mình đâu, hiếm lắm. Từ khi con cái nó biết tu nó mới niệm Phật, còn nếu không là người ta không có niệm Phật cho mình đâu. Nên tuy là mình nuôi 3-4 đứa con mình biết tu vậy đó, nhưng mà nếu mình ở trong cái ngôi nhà mà không có biết tu thì cuối cuộc đời của mình đa phần là bị nó trở ngại, trở ngại cực kỳ lớn luôn. Nên quý vị hộ trì Tam Bảo ở đây là tới tuổi già là biết thân phận rồi. Thôi mình lang thang vô đây. Lang thang vô đây, tại vì ở đây có tâm huyết nó gầy dựng cho quý thầy quý chú cũng thành tâm huyết luôn quý vị. Nghĩa là nuôi các cụ đều có cái tâm huyết là giúp các cụ giải thoát. Tâm nguyện này nó mạnh quá rồi, mình làm tới luôn. Đó, nhớ mà trời ơi, ngoài đời mà thôi, bởi vì mình phải dạy con cháu mình từ khi còn nhỏ. Mấy đứa nhỏ nhỏ này các con nhớ, giúp cho cha mẹ là giúp mình nuôi cái tâm cho cha mẹ, rồi cha mẹ biết tu, rồi tâm nguyện cha mẹ làm sao, rồi mình giúp cho cha mẹ như vậy là đúng. Chứ mình đừng có theo cái ý của mình. Trời, cha mẹ sinh mình nuôi mình khôn lớn, bây giờ mà tới khi cha mẹ mà yếu, cha mẹ mất, mình lại nghĩ cái chuyện lợi ích cho mình nữa. Mà sao mình không nghĩ cho cha mẹ, mình nghĩ cho cha mẹ thì mình mới tốt. Còn nếu như mình nghĩ cho mình không sao tốt, mình nghĩ cho mình không là không bao giờ tốt đâu. Nên mình phải nghĩ cho cha mẹ, nghĩ cái chuyện giải thoát cho cha mẹ nó mà tốt. Nên nhiều người chúng ta ngồi ở đây hay khắp nơi nơi chúng ta coi qua công đoạn này, quý vị coi có phải chúng ta đã từng vô minh không biết không? Cha mẹ mình chết mình đã từng không biết, bây giờ mình nghe một pháp mình mới hiểu mình đã làm sai. Nào nắm chân nắm tay lôi kéo, nào là giật giãy, nào là khóc la, rồi nào là coi thầy coi bà có mà, rồi bắt đầu là đám ông bà cha mẹ chết mình để sát sanh hại vật, rồi đốt giấy tiền vàng bạc, mình làm toàn những cái gì cũng có lợi ích, thấy không? Bây giờ mình học Phật mình mới biết nè, nó bây giờ học Phật mới biết nè. Nên cái chuyện mà mình dẫn con cháu mình đi đến đây, nó ngồi sát bên mình, đó là một cái giáo dục con cháu mình sau này nó làm hiểu biết ấy. Nếu mà làm mà hiểu biết thì cái phúc đức của gia đình lớn lắm. Nhưng quý vị thấy rất là nhiều gia đình giàu sang phú quý, nhưng mà người ta không có hiểu biết. Người ta khi mà mắc một cái là quý vị thôi, giàu cả đời vậy đó, nhưng mà khi cuối đời thê thảm vậy lắm, rất là thê thảm. Nhìn đi, giàu thiệt là giàu, ông này ba nọ, nhưng mà khi mà chết là quý vị thấy cái nghi thức mà để làm đúng đắn lợi ích không có biết, không có biết đâu. Đó, quý vị biết rằng cả người tu luôn vậy mà khi mà người ta mắc á, là người ta còn phải người ta phải theo cái cách của thế gian, gọi là cho một bài nhạc gì mùi mùi, khi mà gọi là đi vòng vòng quan tài hay gì bài nhạc mùi lắm. Ôi trời, biết chi chứ biết nữa, đi làm gì mà đau khổ kinh khủng, thôi khỏi đi. Sao niệm Phật phước cho rồi đi, tự nhiên mà kéo đần cò. Ôi trời, tự nhiên mà kéo. Ôi, nó làm gì đâu mà làm cho người ta đau lòng quý vị. Mà đa phần nghe ngộ nghe, đa phần cái chương trình gì cũng vậy chứ, làm phải cho người ta khóc thì chương trình nó hay. Mà cả giảng pháp nhìn phải giảng cho người ta khóc,
thì đạt. Đúng là thế gian này nó ngộ ghê. Thật sự những đứa nghĩ rằng tất cả chương trình gì phải làm cho ta cười nó mới hay. Vì nó khóc nó đâu có lợi ích gì đâu. Khóc là khổ quý vị. Nó cười nó mới thấy an lạc, nó mới tốt đẹp. Đúng không? Quý vị thấy từ khi mình học Phật tới giờ mà mình cười nhiều là cái khổ nó biến mất tiêu. Mình ở nhà mình đã khóc nhiều rồi, bây giờ vô chùa nghe giảng còn khóc nữa. Có nhiều người ta giảng mà người ta đạt đến cái trình độ giảng là mình phải khóc nghe quý vị. Ta kể nỉ non được. Con phải làm gì? Con phải làm gì? Cái cha mẹ của con. Kể chỗ mấy bà chứ khóc chứ muốn à. Mà mấy bà này dễ khóc lắm nghe, trời kỳ cục vậy đó. Nói gì mà mùi mùi chút là khóc à. Cha mẹ còn sống, không chịu bảo hiểm đâu. Bây giờ cha mẹ chết rồi, bảo hiểm cái gì nữa con ơi. Nó này nó kia cái đưa cái nhạc vô. Ôi chào chào bắt đầu là khóc liền. Thôi mệt quá. Cả chương trình mừng thọ. Nếu như những đức như người ta thì mấy bà già chứ không sức mướt à. Nếu nói chuyện chúng mấy bà già khóc te tua chứ. Mà thôi mình chợt chợt. Đã bây giờ về mừng thọ cho bà mà làm cho bà khóc gì chắc bà chết luôn á, cho thọ gì. Kệ mình nói chuyện sao cho bà bình thường nhất đi. Vậy bà tu thôi, nói chuyện bà khóc chi chợ. Hiểu không? Đó thì những đức là như vậy đó. Nên cái chương trình khóa tu của mình là mình nói chuyện sao mà ta có nụ cười là thấy thích à. Lợi tu mà có nụ cười. Quý vị nhớ nghe, mình mà đi đến đây mình nghe pháp mình tu gì nè, nó lợi ích cho mình, nó lợi ích cho quan gia trái chủ với theo mình. Quý vị biết vì sao mà ngày chủ nhật đồ mình tổ chức khóa tu mà nó an lạc vậy không? Cái quan gia trái chủ nó cởi mở đó. Nên nói rằng là phương pháp nào cầu an cầu siêu mà có kết quả, nghe pháp niệm Phật kết quả nhất. Đây là kết quả nhất quý vị nhớ. Tại vì khi nghe pháp nó cởi mở tâm tư. Hiểu chưa? Nghe pháp nó cởi mở tâm tư. Nghe pháp thì giống như là một lời lý giải vậy đó. Vì đang buồn giận ai mà nhờ ta lý giải. Lý giải để nó thông hiểu cái tâm, nó cởi mở cái tâm, nó hết buồn giận. Thì bây giờ đối với con người là như vậy, thì đối với người chết cũng y ren luôn. Ví dụ như ai trong đây mang nghiệp phá thai đi. Bây giờ lý giải giết thai nhi nghe đúng tình đúng lý. Tức khắc nó không còn hẳn nữa. Đó là nhờ cái lý giải, nhờ cái chia sẻ Phật pháp nó lý giải mà nó thông cái tâm. Giống nãy đi cùng xe có một cô, cô nói một câu nè: trời ơi, con nghe pháp thầy hoài, cô thấy cái mọi sao đời con khổ quá thầy ơi. Nói chưa, nó nghe pháp thầy hoài mà sao thấy đời con nó khổ quá, vì cái này kia con vẫn biết nó là thiếu nợ đó thầy. Nhưng mà sao con kìm được nước mắt thì ước. Nó thôi là mệt quá. Cái gì cho tôi nghe mấy vụ này sao tôi thấy tôi mệt mỏi tới ghê. Không, những đức nói rằng là con người chúng ta tu từ hôm nay nghe quý vị. Tất cả những gì cái khổ trong cuộc đời này nghe quý vị. Nhớ cái câu nhấn mạnh: thiếu nợ thì trả đi, đừng có than. Đúng không? Thiếu nợ thì trả đi, đừng có than nữa. Đó. Nên bây giờ là chúng ta đến với cái cuộc đời này, chúng ta nói câu là trả nợ. Đến đây làm gì? Trả nợ được không? Đến đây là để trả nợ đó. Rồi trả nợ xong rồi đi đâu? Cái gì cực lạc chứ đi đâu? Trả nợ xong đi về cực lạc. Giống như bây giờ quý vị đang đi học, làm học trò nghèo khổ, te tu tả tơ tàn tạ, nhưng tương lai nghĩ mình được làm quan. Thì cái sự cực khổ đi học kia chấp nhận, thì tương lai làm quan. Còn bây giờ đến thế gian này, bây giờ quý vị nghĩ đi, trả nợ. Trả nợ. Đừng có nói rằng lo cho người ta mà ta cảm ơn gì chứ, miễn đi. Đừng có thương chồng cỡ nào, đừng có nói hai câu nó cảm ơn, miễn luôn. Thương cũng được mà không thương cũng được. Mình cứ nghĩ cái câu là mình trả nợ đi. Bây giờ mình thương chồng, mình lo vợ cỡ nào, nhưng mà đừng có nói người ta cảm ơn mình. Người ta không có cảm ơn mình đâu. Thì vì sao? Vì mình đi đến đây để trả nợ. Còn mình sanh con cực khổ, mình nuôi con khôn lớn, mình đừng có nghĩ con nó cảm ơn mình, nó hiếu với mình. Mình đừng có nghĩ gì, nó hiếu với mình cũng được, nó không hiếu với mình là đa phần. Từ nơi đó mình nói đến đây để trả nợ đi. Trả nợ rồi đến chi? Về cực lạc.
đó. Thời gian mà trả nợ ở đây mấy chục năm mà ngắn lắm, yên tâm đi. Nhưng mà do mình không có chịu khổ nên mình nghĩ rằng nó lâu, chứ cái thời gian mấy chục năm này mau lắm quý vị. Bây giờ quý vị coi những đứa 42 tuổi rồi đó, nó lay quay chết bây giờ chứ đừng nói chuyện dở. Nên từ nơi đó chúng ta nên sống những ngày tháng còn lại cho nó tuyệt vời đi, cho nó đặc biệt. Trời ơi, mình gặp nhau cái nhân duyên này tuyệt vời quá quý vị ơi. Cái nhân duyên mà gặp chùa chiền tu hành, rồi gặp bạn bè anh em huynh đệ mà cởi mở thoải mái sống với nhau, không có nói giàu nghèo gì, gặp nhau vui vẻ niệm câu Phật hiệu cũng thấy hạnh phúc rồi. Vợ mọc thêm ngôi chùa này nữa, quý vị thấy cái cơ hội chúng sanh nhiều chưa? Nó mọc thêm đó đó, thấy chưa? Mà có chừng còn xây nữa, chưa nghĩ đâu. Đất bao la, quý vị ra ngoài đó quý vị nhìn kìa. Nó đất nó đây nó đâu phải nhỏ đâu, đây nó dài qua tới bên kia bên đó. Nó dài qua tới đi viện Thiện Hòa luôn, đâu phải con khúc đó đâu, bự lắm. Nó ở đây là mà mai mốt á hòa thượng cắt thêm cái nhà to bự bự để mình tổ chức lễ với ông Âm, đặc biệt mà phải cắt cái nhà to nó khác cái nhà to bên kia, mình chơi cái vòm sắt thiệt là bự, nó không có cây cột nào chứng giữa chứ. Đúng không? Xong nó thoáng luôn, tự nhiên mình nhìn thấy người ta không thấy cây cột nào che người ta lại. Vậy thì tổ chức khóa tu nào cũng ngon. Nó như mấy cái nhà khu công nghiệp rồi đó. Nó cắt bự thì ghê thiệt. Thấy không? Đó họ phải chơi nhà tầm cỡ vậy đó. Để cho chúng sanh được nhờ. Nó nói chứ đây lễ của Thái Quán Thế Âm thì cũng được. Nhưng mà cái nó chặt quá. Thấy không? Nó chặt. Nhưng mà ra túc ngoài cái sân ngoài kia là nó bự lắm nha. Nó nên sau này mà ngoài kia mà cắt cái nhà bự bự nữa. Đó là quá đặc biệt. Nó nên mỗi một người chúng ta bị biết rằng đến với cái cuộc đời này, cái việc mà làm thiện làm tốt á, nỗ lực lên để làm. Còn cái việc mà làm ác á thì dọn nó bớt đi. Tại vì cái thời gian mình mà không tu đó quý vị, cái thời gian mà bất thiện của mình đó nó nhiều quá. Cái thời gian mà nó bất thiện nhiều quá. Còn cái thời gian mà thiện á, ít quá. Nên bây giờ là mình có cái cơ hội á, để mình tạo ra cái cơ hội, cái nhân duyên mà để thiện á, thì có cơ hội rồi nè. Thật sự mà nói nha, có nhiều cô á, mà gần đây á, cô nói công nhận, từ khi mà biết chùa chiền mình tới bây giờ, con buôn bán con không sợ ế thầy. Nói sao vậy? Cái bà bán trái cây gần đây nè, bà nói bữa nào con bán ế là con đem đưa chùa ăn hết chứ. Không, bà nói thiệt mà. Bà bán trái cây đây nè, bà nói là con mua thoải mái luôn. Ngày xưa con mua con còn sợ chiều ha, bán không hết rồi mai trái cây nó hư. Nhưng mà bây giờ con nói con mua thoải mái luôn, bán không hết đem đưa chùa. Nó có được không thầy? Cái tâm gì được không thầy? Vậy đứa nói được, đâu có gì đâu mà không được. Thì bán không hết thì đưa cho mấy cụ ăn, có gì đâu. Chứ bây giờ quý vị biết không, lẽ ngày nào cũng đem đưa cho các cụ, rồi bây giờ vốn liếng thì sao? Bán không hết thì đem vô đây, chứ đâu có bỏ đâu, đâu sợ, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái cô bán trái cây của nó công nhận, vậy mà cúng cho các cụ ăn giết mà con bán lúc nào cũng hết. Ngộ ghê chậu, thấy chưa? Cái tâm cổ rất là chân thật, cổ không có ý gì, không ý mà gọi là đồ ế, đồ dụng mà đem cho cụ không phải. Mà là cổ bán không hết thì cổ đem có đưa cho các cụ dùng mà, chứ cổ không có dám nói là đưa lên chánh điện cúng Phật gì chứ á. Không hết thì đưa cho các cụ dùng thôi. Còn hồi xưa thì mua về sợ bán ế ngày mai mà để tới sáng mai nó bỏ. Còn bây giờ á, là đem về buổi chiều rồi thấy không, bán không hết rồi thì chiều khoảng 2 giờ gì có đem có đưa cho đại chúng, cho các cụ ăn. Thì các cụ ăn hết chưa? Vậy nó mà má nói viết á, đúng là con thấy rõ ràng cái người địa Phật cái phước lạ thiệt rồi. Con thì con nghĩ gì? Mà con mua đồ bao nhiêu là con bán hết bao nhiêu. Nhưng mà cái tâm của con nghĩ rằng bây giờ phải cúng cho các cụ, thì cuối cùng là không có cúng được cái đồ dư thầy, mà toàn là những đồ ngon để cúng cho các cụ không à. Thì thấy cái công đức người niệm Phật chưa? Lạ chưa? Người niệm Phật không có đơn giản đâu quý vị. Phước họ lớn quá. Trong kinh Phật nói mà cái người mà phải đủ thiện căn phúc báo nhân duyên mới tin cái pháp này. Vậy mà mấy bà già mà mỗi ngày bà cứ niệm Phật suốt luôn không đơn giản đâu. Tới cái người mà không đủ duyên là ta bỏ cuộc liền, quý vị thấy chưa? Bây giờ mình dẫn đoàn đi mình thấy rõ ràng luôn đó.
Có những người ta đi được có thời gian, cuối cùng ta nghỉ đi luôn á, nghỉ đi luôn á quý vị. Còn mình mà đi hoài luôn là cái thiện căn mình nó không đơn giản đâu nha. Mà muốn bồi dưỡng cái thiện căn của cái niệm Phật này mà mãi mãi mà không bỏ cuộc là phải gây dựng hoài. Cứ gây dựng hoài vậy, đừng có bỏ. Chỉ cần mà lạc một cái thôi là tự nhiên nó bỏ luôn. Pháp môn tịnh độ này không phải đơn giản đâu nghe. Rủ được một số lượng người gì về mà ngồi nghe nè, nó không đơn giản. Đó nên mỗi một con người ở đây là thiện căn họ rất là dày. Nên mấy bà cụ già trong chùa mà mỗi ngày bà niệm Phật 4 thờ, trời, cái duyên của bà lớn dữ lắm. Cái duyên của bà lớn nhưng mà cái chướng của bà nó còn. Duyên lớn mà chướng còn là cái chiến cái nhăn ở cõi ta bà này, cái chướng nó còn. Cho nếu như mà cái nhăn niệm Phật của mình á, mà cái tâm của mình mà nhập cảnh vào câu Phật hiệu này đó, là tức khắc cái chướng nó mất. Quý vị để ý cái người nào mà niệm Phật á, mà nhìn cái mặt hiền hiền dễ thương là người này niệm Phật đạt. Còn nếu như niệm Phật mà cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt á, là không đạt. Niệm Phật có đi đâu của cái mặt. Kinh. Là không được á nghe. Tại vì Đức Phật A Di Đà là một vị Phật hoan hỷ, mà mình niệm danh hiệu của ngài là mình muốn học giống ngài, mà mình đi đâu mình cũng kinh mặt kinh là không đúng. Hiểu không? Mà cái mặt kinh có được gì đâu. Có chừng có ngài bị quýnh. Chứ đừng có nói nó không có được kết quả gì chứ ha. Thật sự mà nói bây giờ quý vị mà cười cái thấy quý vị thấy cái mặt đẹp không? Bây giờ mà quay phim lên nhìn cái mấy chú quay mấy cái cô đó cổ cười. Vậy bà coi lại coi, mấy bà cứ nhìn thấy mấy bà cười đi, rồi mấy bà thấy dễ thương là mấy bà cứ cười hoài vậy đó. Những đức nói nghe mình buôn bán gì cũng vậy, chứ niềm nở vui vẻ là đắt. Chạy xe cũng vậy, nên chính vui vẻ quan hỷ là người ta kêu mình hoài vậy đó. Trời ơi, đừng có nói nghe đi về chùa này nghe là phát huy mỗi năng lực luôn á, chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Nghề nào phát huy được nghề đó 100%, nghề nào cũng là nghề mà con người ta phải vui vẻ là đắt. Vui vẻ là đắt à. Thí dụ giờ mình chạy xe đi, thí dụ như mình chở mấy cụ rồi đi chùa chiền đi, mình biết chùa chiền này chùa chiền kia chùa chiền nọ, mình dẫn cái cụ đi mình đừng có sợ cực. Mình dẫn đi mình nhiệt tình, mình chỉ dẫn cái cụ, mình vừa làm tài xế mà mình vừa làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Mình mà dẫn đi một lần một thôi là bắt đầu cái trưởng đoàn nói anh cho em xin số điện thoại. Hỏi có gì không em, xin số điện thoại làm chi? Nói có gì em điện cho anh để anh chở đi tiếp tục, tại vì anh tài xế vui quá, nhiệt tình quá. Còn gặp mình làm tài xế mà không biết tu á, mình chở người ta đi chùa hay đi tham quan này kia đó, mình người ta chỉ cần đòi ghé chỗ nào cái mình khó chịu với người ta, trong tâm mình khó chịu bực bội á, đi mà mình ghé chỗ nào là mình khó chịu bực bội lắm. Cái tâm đó một lần đố mà tôi xin số điện thoại gì nữa. Nên con người niềm nở, con người vui vẻ là con người thành đạt đó quý vị. Nhớ niềm nở vui vẻ là thành đạt. Thí dụ như giờ mình là một đứa con dâu đi, ba đứa con dâu, nhưng mà trong ba đứa con dâu có một đứa con dâu là đứa này nó vui, hoan hỷ, dễ tính. Mỗi lần mà gia đình bên chồng gì đến á, là nó hoan hỷ lắm. Là ba mẹ ở lại con nấu cơm cho ăn, anh chị ở lại ăn cơm mới được về nghe. Vui vẻ niềm nở nấu ăn đem ra dọn đồ, hoan hỷ vui vẻ, gương mặt tươi rói. Là người ta đến một lần người ta về người ta khen hoài nhà thằng Út. Vợ của thằng Út tuy nhỏ thì nó lùn. Lùn nhưng mà nhỏ để được. Nó còn vợ của hai con nhỏ nó cao ráo đẹp như người mẫu mà cái mặt thấy ghét. Mỗi lần nó đi đến nhà nó cái là nó gặp tao nó ngoách, nó đi chỗ khác. Cái hai vợ chồng bàn thôi mai mốt khỏi lên nhà, khỏi lên nhà anh hai nữa. Lại nhà em Út, Út dễ thương. Đi lợ đó một cái là mời ăn cơm vui vẻ niềm nở, được á. Vợ Út được. Tí người ta lùn mà người ta lại dễ thương. Từ cái lời nói hoan hỷ niềm nở mà người ta thương, thấy chưa? Mà người mà ai cũng thương vậy chứ sao khổ. Cái người mà ai cũng thương chứ là không có khổ. Mà cái người mà ai cũng ghét chứ khổ nghe. Khổ á, khổ á. Nó giỡn đâu nghe. Nên mình sống làm sao mà cho được cho người ta thương á. Người ta thương mình là mình có cơ hội à. Mình là học Phật mà để cho người ta ghét mình là thua. Học Phật mà nhiều người ghét mình quá là thua. Bây giờ những đức hỏi quý vị, nếu quý vị ghét những đức vị về đây làm gì? Bữa nay cũng khó đi lắm mà cố gắng lang thang mà đi đến đây.
Ôi ơi, có nhiều cô mà phải nói chào chào bữa nay mà con đi đến đây, bữa nay không biết về chồng con nói xử con làm sao đi với thầy. Nhưng mà con gì thầy cũng bị xử cũng được. Nghĩa là người ta đã thương mình rồi, người ta cố gắng quý vị. Bây giờ ngày mai đi nữa, bữa nay đi, rồi tối mai lớp đạo làm con. Rồi sáng mai đi, đi giết mà nhà cửa quên luôn. Vì nghĩ đi, đi quá trời đi mà. Nó rồi mai mốt mà ngay 30, 15 cái nữa tự lang thang tối ngày luôn. Tháng đi chùa không. Nhưng mà vì nhớ nghe 15, 30 mà nếu ngay chủ nhật là chúng ta sẽ bỏ chủ nhật ở bên hộ pháp luôn á. Là làm ngay chương trình Đại Tùng Lâm luôn. Tại chủ mới. Thấy không? Chủ mới nên mình nếu mà ngay 15, 30 mà ngay chủ nhật á thì mình tổ chức cộng tu ngay Đại Tùng Lâm luôn. Không tổ chức bên hộ pháp. Để cho cái nơ mới nó phát triển quý vị. Nơ này mới nè. Nên cái lượng Phật tử mà chúng ta đi ngày chủ nhật chúng ta chia bớt ra cái ngày thứ bảy ở đây. Để cho ngôi chùa nó thịnh vượng lên. Tại bên hộ pháp bây giờ người ta biết ào ào. Bây giờ mà ta cũng đến ào ào bên đó kìa. Y y. Nhưng mà bên đây quý vị thấy có chiếc xe nào ghé đâu? Không ai biết. Đó. Chừng một năm nay bắt đầu người ta biết nè. Díu Quan Âm xong ta biết nè. Díu Quan Âm xong là nguyên một ngày 18 á, là chúng ta tổ chức nguyên ngày ở đây luôn. Đó. Nên ngày 19 là Phật tử ở xa khắp nơi nơi là ở đây được rồi. Ngày 19 là ghé qua đây được rồi nè. Qua đây chỗ ở được. Là bắt đầu là ở được. Ngày 19 là vô khóa tu luôn. Đến ngày 18 thì nó lột. Ngày 18 vô khóa tu đây luôn. Nguyên một ngày ở đây. Năm nay chắc những Đức nghỉ, những Đức có nhiều chương trình tu lắm á. Ví dụ như đám dỗ vua Hùng hả? Thấy không? Đó. Thì cái ngày dỗ tổ thì bắt đầu là chúng ta tổ chức cái khóa tu gì phải không? Cái khóa tu đám dỗ của tập thể. Tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên luôn. Cái ngày đó là cái ngày mà tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Người ta đi chỗ này chỗ kia ta chơi đúng không? Mà ngày đó là năm nào cũng được nghỉ nghe. Thì chúng ta ngày đó chúng ta tổ chức đám dỗ cho tất cả ông bà tổ tiên chúng ta luôn. Kết hợp cái ngày đám dỗ đó luôn. Đi về nghe pháp niệm Phật. Rồi chúng ta phóng sanh cúng thực, phóng sanh cho lớn. Cúng thực cho lớn. Để mình cầu siêu cho ông bà tổ tiên. Nó về hay lắm quý vị. Những ngày đó quá ý nghĩa mà. Đó nên những ngày nào mà thấy ý nghĩa là tổ chức khóa tu. Cứ vậy mà làm. Mà rủ người ta về tu. Mà giết rồi mấy cô đi giết là thôi chồng nó chấp tay luôn. Không. Mình tu giết nghe nó có quay lực. Nhưng mà mấy cô cái chân thật niệm Phật gì chúng sanh đi. Tự nhiên cái gia đạo mình nó sẽ tự tốt. Khi nó thấy mình mà gia đạo mình tốt là do cái tâm mình. Cái tâm mình. Thật sự mà nói. Đối với cái cõi này mà. Giàu sang cho quá đi chăng nữa khổ do là khổ. Bây giờ có những người chúng ta mà giàu sang điều kiện của cải nhiều. Quý vị mà bình tĩnh mà suy nghĩ lại cái này, thì thấy nó cũng nặng nề lắm. Có một cái vị này tu. Mà khi mà ông chết một cái đó quý vị. Ông chết một cái đó. Mà đệ tử của ông nói là cái số tiền mà ông có thì bao nhiêu? 200 tỷ. Khi ông chết rồi mà cái số tiền ông là 200 tỷ còn nằm trong ngân hàng. Kinh không? Nên cuộc đời con người chúng ta, nhất là người tu như những đức, nếu tiền bạc người ta cũng vừa mà không làm mà tích trữ mà lỡ mình mà chết một cái đó nghe, mà cái tiền đó mà không làm đó nghe, chắc chắn với quý vị luôn, tam đồ ác đạo là mình có phần. Nhiều chục năm gì cũng vậy, cũng chết. Đó, nó nói dòng vô. Tại đồng tiền đó nó nặng dữ lắm. Nặng dữ lắm. Như quý vị coi mà như mà dịp Tết mà chùa mình tặng máy niệm Phật, máy nghe pháp không mà số tiền nhiều lắm á trời. Quý vị biết kỳ cỡm Tết nhất quý vị cúng dường như làm chứ. Rồi dư nhiêu rồi những đức đem qua đưa cho hòa thượng. Rồi bữa đó cái bữa cộng tu đầu năm vậy đó mà Phật tử ta về người ta nghe lời mình cũng cúng dường nghe. Gửi cho hòa thượng vậy mà bây giờ vô xây dựng một pháp, xây dựng kịch liệt liền. Thì xây dựng tiếp tục nữa quý vị thôi. Nó từ nơi đó quý vị thấy cái tâm trạng như đức nó thoải mái lắm quý vị. Vì sao? Vì những đức có tiền như đức làm hết trơn à. Những đức mà có dư tiền quý vị coi những đức sẽ làm chương trình khiếm thị nữa nè. Có tiền như đức làm liền á. Làm đi. Sợ gì? Trời ơi. Tu phước tu duyên mà sợ gì? Không có sợ. Đem tiền bỏ vô mạng đố ai lấy được.
để ở ngoài con bị lấy, con sợ người ta giật. Những đức nói nghe, những đức ở trong phòng khỏe thấy ghê. Cái phòng những đức mở cửa chàng quạt bằng đêm ngủ ngái khò khò luôn, thoải mái luôn. Vì sao? Có tiền gì đâu sợ mất tiền mà lo. Đi qua đây tu phòng bên kia mở cửa chàng quạt, quý vị thấy chưa bao giờ mà những đức đi đâu mà quý vị thấy những đức cầm một cái chùm chìa khóa. Đúng ra là những đức là người đi đâu phải cầm cái chùm chìa khóa, tại vì những đức lo cho tất cả chúng chùa này cuộc sống mà. Thì những đức phải chữ tiền, phải cắt tiền, phải phá cửa. Nhưng mọi vị thấy chưa bao giờ những đức đi đâu những đức cầm chùm chìa khóa theo, lại vì biết những đức thoải mái cỡ nào đó. Phòng ốc đi là mở cửa chàng quạt à, chỗ nào những đức ở là mở cửa chàng quạt, không có chứ. Có những người đã từng vô phòng những đức vì thấy không có một thứ gì chứ á, ăn chợ mà nó vô là nó vô nó ra, thì nó nhìn không có cái gì để nó lấy chứ á. Tủ là toàn tủ xì ke gì không, kỳ cục lắm. Cái tủ có chịu hai cái tủ bằng sắt mỏng vách á, mỗi lần đóng cái nó kêu cụp 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 à, vô phòng không có thấy cái gì chứ. Rồi nhìn tới nhìn lui thì không có món quà lưu niệm gì chứ á. Phòng những đức là không có một món quà gì gọi là lưu niệm đâu nghe quý vị. Như người như những đức là đồ nhiều lắm á, đồ người ta cho nhiều lắm á, nhưng mà những đức đem đưa người ta hết trơn cho người ta dùng mà, nên những đức không có cái gì chữ trong phòng nhé. Còn riêng phòng thì cái chỗ ngủ cái giường, rồi kế đó cái bàn giảng, rồi xong cái ghế ngồi cũng không có nữa. Phòng những đức là không có ghế ngồi, cái giường ngủ cũng là cái ghế ngồi. Còn nếu mà lâu lâu mấy anh em qua chơi là ngồi đâu chứ không, ngồi dưới đất, không có ghế thì để ghế không được, nhỏ quá để bộ ghế sao được. Nên từ nơi đó trời ơi con người vậy cũng vui rồi, chứ sống gì cho nó cao xa mệt thiết ghê. Nó nên cái cõi này chúng ta mà tạo ra nhiều là của chúng ta dính nhiều, mà tạo ra cho người ta niệm Phật á là hay, tạo cho người ta niệm Phật là hay nghe quý vị đó. Nên cái đồng tiền mà mình có được á là đồng tiền tu phước duyên, nó bỏ vào mạng mình. Giống như câu chuyện mà như đức thường kể Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể mà, công cư sĩ mà ông giàu á, mà ông dẫn Hòa Thượng Tịnh Không lại cái tủ bảo hiểm, mở tủ bảo hiểm cho Hòa Thượng Tịnh Không coi vàng bạc châu báu. Nghĩ rằng cái người thế gian mà vậy là thương lắm đó quý vị, là dẫn lại coi vàng bạc châu báu kim cương hột xoàn. Thì lỡ cái Hòa Thượng Tịnh Không ngày coi cái xong cái ngày nói với ông cư sĩ gì nè, ủa bộ ông có nhiều hả? Ông này cũng kinh ngạc hết hồn, nói trời trời trời, nhiều là nhiều lắm đó Hòa Thượng. Ồ có nhiêu à? Ừ có nhiêu à? Hòa Thượng nói tôi nhiều lắm, tôi có nhiều lắm, tất cả những cái tiệm bán vàng bạc châu báu là của tôi không á. Nói trời trời trời. Ông này nghe không hiểu sao kỹ trời, tiệm vàng bạc châu báu của Hòa Thượng không là sao? Thì Hòa Thượng ngày giảng ngày nói bây giờ ông cứ nghĩ đi, tiền bạc châu báu ông để trong đây, lâu lâu ông lỡ mở cửa tủ bảo hiểm ra ông nhìn sờ mó một chút rồi đóng cửa lại cắt. Vậy thì tất cả vàng bạc châu báu nó bán khắp nơi nơi, tôi lỡ tôi kêu nó đem cho tôi có, tôi cũng nhìn tôi cũng sờ mó xong tôi đi về, vậy thì nó có khác gì đâu, thì của tôi chứ của ai, đúng không? Đó thì coi á. Xong Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng đúng là ngu si hết chỗ nói. Đúng ra lấy cái này mà đổi qua cái phiếu công đức phước duyên thì tức khắc nó đi theo mình đời đời kiếp kiếp luôn. Còn bây giờ chỉ có ngó nhìn nó mà còn sợ ta lấy nữa, nên cuối cùng nghe đạo mà không hiểu. Thấy không? Nó hồi nãy có một cô gặp như đứa cô nói một câu, thầy thầy lúc trước con có hứa cúng dường cho cái ngôi chùa kia số tiền, nhưng mà bây giờ con đi đến đây con tu rồi, con thấy ở đây đang làm việc lợi ích cho chúng sanh nhiều quá, vậy giờ con chuyển qua hướng cúng ở đây có ma tội không thầy? Không hỏi gì cũng đúng, hỏi này cũng có nhiều người bị dính đó quý vị. Đang hứa chỗ kia rồi mà giờ cúng ở đây vậy có được không? Thì những đức nói một câu, nếu ở nơi kia mà thật sự mà người ta đang cần mà nó làm lợi ích cho chúng sanh thì cô cứ cúng ở đằng kia đi, còn nếu mà ở đằng kia mà chỉ có vài ba người mà nó cũng không có làm chuyện gì cần thiết quá thì thôi cô coi chỗ nào cần thiết thì cô cúng ở đó, chứ mình không có kêu cúng của mình nghe. Đúng không? Mình nên quan sát, mình nên quan sát. Giống như là bây giờ mình muốn á, gieo một cái hạt giống đi xuống mảnh đất thì mình phải coi cái mảnh đất này nó có phù sa hay không, rồi mình gieo hạt giống vào nó mới có thể lên cây và ra quả.
Còn bây giờ mà bây giờ mình đem cái hạt giống mình liền đại vô cái mảnh đất khô cằn, giống mắt mà cũng không được cái gì. Hiểu chưa? Cái hạt giống mình chết queo luôn rồi, thua. Nên từ nơi đó mình làm việc thiện mà mình có phước duyên á, thì mình cũng có gặp được cái chỗ mà nó lợi ích, làm xác thực, làm có chuyện lợi ích cho chúng sanh, thì mình gieo hạt giống vào thì nó được kết quả đó. Nên tại sao mà có nhiều người, người ta làm việc thiện lớn lắm mà tại sao người ta không có kết quả? Vì cái nhân người ta gieo nó không đúng chỗ. Thí dụ như bây giờ quý vị coi cái ngôi chùa này xây chưa xong mà bây giờ người ta hơn 300 người ta ở đây, người ta niệm Phật à. Vì những người mà cúng dường xây ngôi chùa này, quý vị thấy nó đã có thành quả rõ ràng chưa? Nhưng mà có những ngôi chùa ta xây cực kỳ lớn luôn, vậy mà trong chùa chỉ có 2-3 người dọn dẹp, còn phải mướn người vô dọn dẹp, rồi quanh năm không có cái khóa tu gì mà tổ chức cho người ta tu có kết quả. Thì dù cho quý vị có xây một ngôi chùa thiệt to như vậy đi chăng, nhưng mà cái thành quả để xây ngôi chùa vậy nó nhỏ cho lắm, vì cái nơi đó nó không có lợi ích. Hiểu chưa? Cái quan trọng trong Phật pháp là lợi ích. Quý vị biết những đức chia sẻ đây gọi là cầu an cầu siêu cho người thân như thế nào, có kết quả đó nghe. Là nó xuyên qua cái chỗ gì? Quý vị phải làm lợi ích, làm có ý nghĩa, làm lợi ích cho chúng sanh thì mới gọi là cầu an cầu siêu cho người thân, có kết quả đó. Nên mình hiểu được cái nguyên lý như vậy rồi thì mình làm rất là đúng, làm rất là đúng luôn. Nó còn trong Phật pháp thì quý vị phải nhớ không có chấp tướng quá nặng, chỉ cần mình làm thiện làm tốt thôi thì ở đâu phù hợp là mình làm, chứ đừng có nói rằng bây giờ tôi mắc lời hứa với Phật này kia. Không, Phật không quan tâm điều đó đâu, những đức còn không quan tâm tới gì Phật, nó thiệt luôn. Hiểu chưa? Nó giống như hôm qua tôi nói chuyện nói ở bên bảo tháp của nàng 135 người nên nó cần chiếc xe chạy tịch để chở cơm. Có cái bà đó mới nghe tịch mới nói vậy, con cúng dường chiếc ba gác. Mình nghĩ là chiếc xe lam nó cũng tịch anh Chính, xe lam cho nhỏ nó cũng tịch rồi gờ hổng đầu kia mai cũng chiếc xe lam mà nó chạy bằng cấp vừa cũng lâu lắm đó nghe. Bữa nay nó đứt bóng à, nó nằm ngủ à, nó để bữa nào như đức đem xác nó, những đức đem đi hộ niệm. Hiểu chưa? Nên mình nghĩ là chiếc xe lam á thì chạy tịch tại vì mình nghĩ là chạy gần nữa thì tịch chạy gan tí rồi lại ra chở cơm qua lại từ Đại Tùng Lâm qua Bảo Tháp thôi cho cái cụ ăn cơm. Rồi cô kia mới nghe tịch tôi tưởng nó xe ba gác á, nó được rồi con cúng cái tài chiếc xe đó. Ừ được nghe, mới nói có người cúng liền, hỏi con cúng xe gì là ba gác. Không mà cũng quan hỷ vậy. Cuối cùng như Đức nói sở xe ba gác này đang chở cơm đi qua bên kia, lỡ chờ mưa ào xuống cái chắc cơm cháo gì đó. Nước mưa không quá à. Cuối cùng cô nói thôi để bây giờ con nhờ bên kia nó đóng cái thùng cho thầy. Xong cái và chiều lại cái bên kia nó gỡ cái hình qua cái xe ba gác mà đóng cái thùng mất cơm với thằng chết. Cái xe ba gác ngồi ở ngoài trước, một người làm một người chạy mà đóng cái thùng dưới xe tải vậy trời. Nó gỡ qua mình nói trời. Hồi đó giờ sao mới thấy cái xe ba gác mà ngộ ghê. Xe ba gác mà sao nó có cái thùng gì bự như xe tải vậy đó. Đóng nguyên cái thùng bự dữ lắm. Nó thùng phía sau như là thùng ốp lạnh vậy đó. Nó đóng kín luôn, nó không có thở nổi luôn. Nên từ nơi đó xong hết trơn. Xong á những đứa kêu những phát điện và anh hỏi nó rồi thiết kế lại, kêu nó đóng cái thùng lại. Những đức thấy xe nó cũng được, nhưng mà đem về coi thử coi, chứ cái chiếc xe phía trước thì có người ngồi mà phía sau thì cái thùng bự quá, mà tôi để thêm mấy nồi canh mấy nồi cơm ra nó sợ nó chổng ở đầu. Mấy ông thầy ông chạy mà tự nhiên nó chổng là tàu ten đó. Sợ vậy đó quý vị, có đó chứ không phải giỡn đâu. Tại vì cái đầu xe nó mỏng quá, nó nhỏ xíu, mà nguyên cái đít phía sau nó đóng cái thùng bự thiệt là bự phía sau, mà kiểu mà để canh đồ mà phía sau nặng thêm cái nữa. Ông thầy vừa leo lên ông đề máy ông đạp ga. Nó nặng cái đít quá đó thì nó chọc cái đầu cho ông thầy. Mà gặp bữa đó thì đứa chạy nó toàn ten hết trơn, chắc nhiêu giờ á, toàn ten trên lóc nhà. Không mà chiếc xe này mà chạy chắc mắc cười lắm ta, mắc cười dữ lắm luôn á. Thì những đức nói nếu mà được thì những đức mua cho bà Bạch ở bên đàm hộ pháp á, tại vì bà cứ đi chợ hoài mà nhờ mấy thầy mấy chú lấy xe chở bà đi mua đồ á, thì mua chiếc xe đó cho bà Bạch, bà Bạch bà lùng á chắc bà chạy nhìn mắc cười lắm.
Không, mấy sư cô mà chạy xe đó chắc mắc cười lắm nha. Mà đi mua đồ thì ngon lắm, để đồ vô cái thùng á, rồi đóng lại thôi, rồi chạy xe về. Nó một là xe nó cũng khỏi bằng lái gì nhiều. Nên từ nơi đó quý vị biết chùa mình á, nhiều Phật tử mình thấy đúng là tình cảm đấy kia. Như Đức làm cái gì cái là tự nhiên khắp nơi nơi cái người ta ủng hộ à. Nhờ vậy mà Như Đức mới làm được nhiều việc quý vị. Tổ chức bao nhiêu chương trình tu, chương trình này chương trình kia đều là ủng hộ hết lòng. Đây là một cái điều mà Như Đức nói rằng là đến với cái cuộc đời này là như vậy là vui nhất trong cái cuộc đời mình đó quý vị. Quá vui rồi. Mà gặp toàn là những người bạn thấy chân thật ghê luôn, vô cùng. Tại vì mình cũng có cái gì để mà không chân thật ấy. Tại vì bản thân mình cứ hết lòng vì Tam Bảo thôi chứ cái gì đâu mà không chân thật. Nên tự nhiên bây giờ mình đến với nhau, mình chơi với nhau nó thoải mái gì đâu. Như cái mùa Tết năm nay, trời ơi nó vui mà vui đến mức muốn sốt luôn. Vui quá. Nó, những đứa nói thôi quan năm chứ tôi lên chương trình mùng 1, mùng 2, mùng 3. Tới mùng 8 mà chịu không nổi á. Ôi ôi mấy thầy, mấy chú, mấy cô, người nào người nấy Tết xong lết bánh hết chứ. Ốp. Quý vị biết sao không? Nhảy dữ quá. Cuối cùng nó nhót thịt lại. Những đứa sụt 2kg. Tết xong sụt 2kg luôn. Mấy thầy ai nói những ngôn sụt mấy ký. Còn mấy cô mập mập là cô nào cô nấy cũng sụt 1-2kg. Trời ơi Tết đúng là Tết mà nó cực thế ghê quý vị ô. Trời ơi Tết mà sao mà nó mệt thấy sợ thiệt. Vừa qua Tết xong vừa qua mùng 8 cái tự nhiên chùa khỏe re. Thì ra là quý vị biết rằng nó nghe tu hành nó không có mệt nha quý vị. Ừ mà hát ca nó mệt nghe. Đừng nói chuyện giỡn, lâu lâu một lần thì được. Mà chơi 8 ngày liên tục luôn. Bây giờ mà những đức nói trước mặt như đức không có ai dám để cái quạt trước mặt luôn. Tại vì sao hai chữ sinh hoạt bây giờ như đức sợ quá trời sợ. Tết hôm nay mà 8 ngày sinh hoạt á. Ôi ôi quạt giết mà sốt luôn. Kinh khủng chưa? Nó hôn bởi vì ha. Bởi vì người xưa nói hay á. Vui là giả, khổ là thật. Thấy chưa? Vui trước mắt đó, vui thấy ghê vậy mà giả đó. Vừa vui xong nghe buông ra mệt. Quý vị biết mấy ngày sinh hoạt quý vị. Những đức ngồi chịu mấy tiếng hồ. Cái lo phía sau nó dập những đức á. Ầm 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 ầm. Những đức cố gắng những đức ngồi. Mới vô thì con mắt còn. Nhạt dập một chút á. Gần cuối cùng biết mắt làm sao. Tự nhiên giống như người bị dính lại quý vị. Tự nhiên cái mặt gì nè. Rồi gặp mỏ nhọn đó. Chỗ là trời. Xong rồi quý vị. Mấy bà Phật tử đến chụp hình như đứa đâu còn biết gì nữa đâu. Giống như mình hết cảm giác gì hết. Lỡ có tha hồ chụp mình cứ gì nè. Trời trời trong hình sao cái mặt nó chảy. Chụp xong cụp chụp xong mình đứng lên mình đi mà gì nữa quý vị. Trời ơi, tự nhiên người đi về đi không nổi bây giờ. Đi mà giống như là cung nữ đi. Nó nghiêng qua, nghiêng lại. Còn gì mà chịu 8 ngày ấy trời. 3 ngày đầu thì sung lắm nha. Sung ghê lắm. Tới ngày thứ tư, tự nhiên đi về. Trời ơi, cả chùa năm nay. Các vị biết ra. Như Đức lên chương trình 8 ngày đó. Cả chùa luôn. Ai sinh hoạt xong về cũng là gì? Ngồi đâu cũng ngồi gì nè. Mấy vị mà về qua một cô tăng, mấy vị nhìn mấy bữa Tết quý thầy quý chú thê thảm. Ông nào ông nấy về cô tăng là đi gì không nè. Còn gặp nhau lúc trước gặp nhau ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Vậy mà mấy ngày Tết gặp nhau vợ. Trời ơi trời vui gì đâu mà thiết ghê thiệt vui mà cuối cùng mà gặp nhau. Vỡ. Thôi nhà Đức sợ quá. Tôi nói thiệt á. Lâu lâu một lần thì được, hoặc Tết là cho 3 ngày là dữ lắm. Thôi tôi không có dám làm 8 ngày đó. Vị biết rằng ngày mùng 7 là bỏ cuộc luôn quý vị. Mùng 7 nghỉ luôn á. Những Đức sợ ngày mùng 7 bữa nó sợ như Đức bốc. Đuối quá rồi. Nó chơi ầm 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 ầm
mình ngồi mình chịu đựng. Vậy mới bà dữ. Ô ông Đức Trắng thật sự, mấy bà già trong chùa mình công nhận bà cao thủ liền. Chắc là mấy bà ngồi không ngay điểm hay sao. Bà, mấy bà già dưới nghe. Ô ô. Còn mình ngồi trên mình cũng nó không có còn cái gì mà được, mà chịu nổi nữa chứ quý vị. Thôi từ đây tới sau những Đức nói tở tới già, không có bao giờ mà Tết mà có 8 ngày nữa đâu, tụi nó thiệt luôn. Bây giờ không có dám làm chương trình này nữa, sợ quá. Mấy Phật tử cũng sợ luôn quý vị. Mấy cô quen quen cũng là vì những Đức kêu ghéo, mấy bà cũng cố gắng, nó chịu cũng không nổi, phải không? Bây giờ mới thấy ra thì ra là đúng là cỡ nào cũng không bằng niệm Phật. Niệm Phật niệm quanh năm suốt tháng, niệm ngày này qua tháng nọ, niệm mười mấy năm càng niệm càng vui. Chơi có 8 ngày trời ơi, có nhiều bà Phật tử mới đến mới gặp nó, ủa sao sao thấy thầy này khờ dữ thầy. Nhưng Đức nói Tết nhất. Nó Tết mặt gì đó, ít ai lì xì quá mặt kỳ lắm. Nó đại câu luôn, ít ai lì xì mặt kỳ chứ đâu có nói sinh hoạt đâu, đuối. Nó sao Tết nhất mặt kỳ với thầy này, ít ai lì xì quá mặt thầy kỳ. Ông mà từ người tu cái thứ gì nó cũng nói được nghe. Nên quý vị biết rằng là thôi từ hôm nay là những cái phá tu là quan trọng nhất, còn có sinh hoạt đi chăng nữa cũng chút mà. Cậu lên chương trình mà 10 cái bữa 30 mà 16 chương trình. Trời trời, có nhạc nào mà chơi 16 chương trình thì ghê. Ngồi mà 3 tiếng đồng hồ. Thôi, nên kinh nghiệm nghe, từ hôm nay chùa mình đừng có ai nói hai chữ sinh hoạt nữa. Sợ dữ lắm rồi. Hiểu chưa? Nó, bây giờ đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Phá tu, niệm Phật, còn ăn uống vui chơi chút xíu thôi, chỉ là hỗ trợ một chút thôi thì được. Nên từ nơi đó mà những Đức nhìn rõ ràng là tu là quan trọng nhất. Nên mỗi một người ở nhà chúng ta, quý vị nhớ này, hai thời khóa sáng tối đừng có bỏ. Quý vị biết đó, những Đức để ý nghe, ngồi chơi với mấy anh em nghe, bắt một cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ nghe, để trong người, bắt cái điều niệm Phật để trong người. Dù là không niệm theo ngồi nói chuyện với mấy anh em, nhưng mà càng nói chuyện càng sung, càng nói chuyện càng hứng. Mà lạ thay cơ thể nó rất là thoải mái. Thì quý vị biết rằng cái câu Phật hiệu này không đơn giản chút nào. Dù là quý vị làm cái gì, quý vị không có niệm, quý vị bật cái máy niệm Phật để trong người vậy đó, bắt nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà cái chỗ nào mà quý vị thấy mà không có có người niệm Phật giống mình thì bắt nhỏ thiệt nhỏ thôi, vừa vừa để trong người. Quý vị để thử trong người đi, quý vị sẽ thấy. Thì ra là câu Phật hiệu này nó giúp cho bản thân mình quý vị. Niệm nhớ thì giúp tâm, mà không niệm thì giúp thân. Lạ như vậy, có Phật hiệu hay gì đó. Cứ để cho người niệm là giúp cái thân à. Chính những Đức kinh nghiệm mà, kinh nghiệm rõ ràng luôn. Để cái máy niệm Phật nho nhỏ để trong người là tự nhiên con người cái thân thể nó khỏe lắm. Thân thể nó rất là khỏe. Thì rõ ràng cái câu Phật hiệu này mà khi niệm lên một cái nghe, là hình như có Phật quang phổ chiếu liền. Phật quang phổ chiếu liền. Nên quý vị cứ dùng câu Phật hiệu này áp dụng trong cái cuộc sống của mình, hay dữ lắm. Mà nhà của mình nghe quý vị, phải có thờ ngôi Tam Bảo. Cái quan trọng là gia đình có thờ ngôi Tam Bảo, rất là đặc biệt. Như chùa mình là mỗi tuần chủ nhật là cứ tặng tượng Phật, để cho quý vị thờ tượng Phật. Gia đình có ngôi Tam Bảo, tại vì mỗi một cái gia đình mình đều có Quán Thanh Trái Chủ, Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, hương linh chưa siêu thoát. Mà trong gia đình có ngôi Tam Bảo đó nghe quý vị, mà mỗi ngày dụng công tu nữa đó, cái nghiệp nó có đến với gia đình quý vị nặng cỡ nào đi chăng nó cũng chuyển biến thành nhẹ. Mình để ý nè, một con người họ có hung bạo cỡ nào nghe, họ chỉ cần bước đến nhìn Phật cái thôi, là tự nhiên cái đức của Phật làm cho người ta chấp tay, thấy không? Vậy thì gia đình mình mà có ngôi Tam Bảo đó nghe quý vị, dạy cho con cháu mình nó niệm Phật lễ Phật theo mình, gia đạo từng đời thịnh vượng. Cái này là cực kỳ quan trọng luôn. Như con cháu mình còn nhỏ nhỏ gì nè, dạy theo máy niệm Phật là lợi ích dữ lắm.
Nó giống như trong chùa của mình mà có hai đứa bé mà nó 10 tuổi vậy, mà nó bị thặng, nó sưng người lên hết chứ. Như vậy mà nó nghe như Đức giảng 2 năm nó hiểu nghe. Mà người của nó 10 tuổi mà nó sưng người lên hết chứ. Mắt sưng vút lên chứ. Vậy mà như Đức lại hỏi con sợ chết không? Nó dạ không. Con bây giờ con muốn niệm Phật giảng sanh không? Con mới sợ chết. Mà quý vị nhìn rất là dễ thương, nhất là nhỏ chị. Nhỏ chị là nặng nhất luôn, nhưng mà rất dễ thương. Những Đức nói đúng là rèn được một cái tâm này cực kỳ quan trọng luôn. Nên mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này đó quý vị, chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta biết tu, chúng ta mục tiêu cầu giải thoát, dù cuộc đời mình có gặp sự trở ngại gì đi chăng nữa, mình cũng quyết tâm niệm Phật. Nhớ nghe, cái tâm niệm Phật đó đó là đối với nghiệp quan gia trái chủ của mình đó quý vị, tức khắc nó quá giải. Cái cách mà để quá giải nghiệp quan gia đó là cái tâm cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh. Mà cái tâm cầu sanh cực lạc mà giống như bỏ mạng mình vậy đó. Cái tâm của người cầu sanh cực lạc đó nghe, đối với con cái bất hiếu với mình không có khổ. Đối với chồng bỏ rơi mình không có khổ. Đối với bất cứ một sự cố gì đến với mình không khổ. Đối với sự mất mát gì mình cũng không khổ. Thì tức khắc nghiệp duyên hoàn toàn đều quá giải hết. Người mà muốn quá giải quan gia là phải cái tâm đó đó, không có khổ. Còn khi con người đến với con người, quý vị biết rằng con người đến với con người, bất cứ một sự việc gì có sự trở ngại nhau là gặp trực tiếp, nói thẳng luôn, quá giải liền. Những Đức đưa lên một tư tưởng với quý vị, sống trong một gia đình, một việc buồn nhỏ nhất của chúng ta đến với nhau, nhỏ nhất luôn, vừa mới hơi bị trở ngại, có một sự khó chịu, buồn phiền, một là chồng, hai là vợ, phải gặp nhau nói liền. Nhất là mình người tu không có được chắc chứa, nghe chưa, không có được chắc chứa cái buồn trong lòng mình, nghe quý vị, là phải giải tỏa liền. Nếu như quý vị là một con người như vậy, một chút là giải tỏa liền, một chút là giải tỏa liền, giống như dơ cái gì cái rửa tay liền, dơ cái rửa tay liền, vừa dơ cái rửa tay liền thì quý vị biết tay bị lúc nào cũng sạch. Một con người mà vừa một cái gì khó chịu cái là cởi mở liền thì con người này không bao giờ mà buồn, mà con người này nghiệp chướng gì nó cũng tiêu cả. Nên chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này chỉ mấy chục năm ngắn ngủi à. Nên tất cả những cái gì mà không vừa lòng với nhau, giải tỏa liền. Nhớ, phải giải tỏa liền. Không có được để khi cặn tử nghiệp chết mà thành nghiệp. Cặn tử nghiệp chết là thành nghiệp. Hai vợ chồng già này sống với nhau có được 3 đứa con. Xong, ông bà tới tuổi già không biết gì cái lý do gì hẳn nhau quý vị. Quý vị cũng gặp trường hợp này mà, hận nhau không thuận thảo, hận nhau nghe, ghét nhau ghê lắm. Gặp những Đức nói nè, bây giờ bà không thương ổng vì sao bà đẻ 3 đứa con? Rồi ông không thương bà vì sao ông đã từng hung bà? Có hung không? Bây giờ đẻ 3 đứa con lẽ không hung? Mình hỏi là chắc chắn là phải dính. Cuối cùng ông nói có. Bây giờ như Đức hỏi bà có từng hung ổng không? Có. Vậy tại sao bây giờ lại hẳn nhau? Mà mình lại là người biết tu nữa, tại sao không quá giải cái tâm này đi? Hẳn làm gì? Đánh mạnh vào một tư tưởng một phát, quý vị, kêu hai ông bà nắm tay làm bà nắm liền. Những Đức kêu ôm cái coi, ôm liền, ghê thiệt chứ. Thấy chưa, quá giải liền. Từ đó về sau tự nhiên giống như là một cái bức tường ngăn lại, đập bức tường đó luôn, rồi xong sống với nhau bình thường vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Cái nghiệp quan gia là phải cần có người có tâm lực, nguyện lực quá giải giùm cho mình cái nghiệp này. Nếu không á quý vị, trời ơi, cả đời của người mình từ cái nhỏ thành ra cái lớn, từ một cái dặn nhỏ thôi nghe mà thành ra một cái dặn lớn lên thêm. Giữa con người với con người quý vị, nó do cái ngã mà nó không chịu nói trước. Cái ngã, ví dụ như mình buồn, người kia cũng buồn, chưa buồn mà tự nhiên mình buồn, mình nói lỡ nói tôi trước đi. Ai cũng đợi là nói với tôi trước đi. Cuối cùng nó càng ngày nó xa, nó thành một cái mối hận lớn. Trời ơi, mình mà biết tu rồi, người nào nói trước là người đó thành công trước. Mình lỡ mình hỏi buồn cái gì, nói đi,
có gì nói đi, có cái gì không vừa lòng nói đi, là mình giải tỏa một phát là xong liền. Còn có hai vợ chồng già này, bởi vì nuôi người già trong chùa kinh nghiệm nè, để cho người già khắp nơi nghe nè, hai người già trong chùa, hai ông bà này già mà thương nhau đến cái mức quý vị, bả tắm mà ổng canh, già rồi đó quý vị, kinh khủng chưa. Nó gừng càng già càng cay, người càng già càng sai. Bả tắm ổng canh, ổng tắm bả canh, đâu là trâu. Thương nhau mà thương kinh khủng vậy đó. Mà đi vô chùa tu nghe, mà ông với bà là kè 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 kè, mỗi lần ăn cơm là cứ ngồi sát với nhau, mà bà thì càng dính hột cơm trên má thôi là ổng làm nè. Kinh khủng chưa. Mà già đó mà vậy đó. Nếu như ngoài đời thì vậy cũng là ngưỡng mộ lắm quý vị. Người ta nhiều người con cháu cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà bây giờ cái tâm này là cái tâm nó quá nhiễm ô nặng rồi, quá nhiễm rồi. Những đức nói nếu như mà ông với bà mà muốn đời này giảng sanh á, muốn giảng sanh không? Muốn thầy. Bây giờ tôi tách hai ông bà ra, cho người ở chùa thì mới giảng sanh. Bây giờ những đức nói với ông bà biết nè, nếu bây giờ cái tình cảm của ông bà gì là tốt chứ phải không tốt, nhưng mà nó về cái chuyện mà mắt chết đi là phần nhiều đỏ lạc, nó không có được lợi ích. Bây giờ những đức nói với ông bà nè, bây giờ ông bà nên tạm xa nhau đi, mỗi người lo niệm Phật đi, rồi về cực lạc gặp nhau thì đời đời cái kiếp ở bên nhau. Còn thương gì một hai năm nữa ông bà chết đi rồi đâu có ở bên nhau. Bây giờ tạm xa nhau đi nghe, rồi lo niệm Phật cầu sanh cực lạc nghe, được không? Nói phân tách cho nghe kỹ dữ lắm, rồi mới đưa ông đi qua bên đây, bà bên kia. Vậy đó, mà bữa nào bà bên kia bà cũng nhìn qua chùa bên đây. Kinh khủng không? Bà nhìn theo hướng quý vị. Bà hỏi những đức Đại Tùng Lâm ở đâu thầy? Những đức đứng ở bên hộ pháp đứng chỉ. Kìa. Trời trời, chỉ có một cái tay như đức chỉ kìa vậy thôi. Như đức nghĩ là bây giờ hỏi như đức, như đức nói kìa vậy thôi. Như vậy mà sáng nào tu xong, ăn cơm xong, bà cũng ra ngay chỗ kia bà đứng một lần nè. Trời trời, nó kinh khủng không? Phải giải thích thêm một chặp nữa, giải thích nữa bà mới chịu cởi mở ra. Còn ông á nghe, ngày nào ổng qua bên đây ổng cũng đi cái kiểu đi gì nè quý vị, giống như là một con người không có hồn quý vị. Trời là trời, cái tình thương nó kinh khủng thiệt. Mà già dữ lắm rồi mà nói vậy đó quý vị. Ừ, ghê chưa. Nếu như mà cái tâm này đó nghe, mà khi một hơi thở vừa dứt một phát đó, quý vị nói như chuyện đồ này kia, phim đồ kia, cả lương nữa, vị nói bây giờ ông chết rồi tôi cũng chết theo, để tôi với ông cùng gặp nhau ở suối vàng. Tâm bậy, sao mà gặp nhau được? Con người với con người là nó theo cái phước duyên gặp nhau, và khi ra đi thì nó theo phước duyên mà tái sinh. Nó không bao giờ có cái chuyện nó gặp nhau được. Dù là chết nhau, chết nó không có gặp nhau được. Vừa chết một cái là giữa tâm niệm giữa hai người này khác hoàn toàn, vì cái nghiệp nó đã khác rồi. Thương gì nè, nhưng mà chết một phát là gặp nhau, nó không còn một tình thương gì nữa chứ. Nó không còn một tình thương gì, vì nó đâu có còn cái duyên nghiệp đâu mà thương, mà nó trở thành quan gia. Đó, vì thấy kinh chưa. Nên bởi vì mình thương người là mình phải có trí tuệ, mình phải nuôi cái tâm giải thoát á, là nó mới thương người, nghe chưa. Bây giờ quý vị nghe cái câu mà gọi là cầu siêu cầu an như thế nào hữu hiệu. Hữu hiệu ở đâu? Hữu hiệu ngay chúng ta nghe đạo nè. À, đừng có nói cái bên ngoài. Cái bên ngoài là dẫn dắt một cái phương tiện để mà ta tu thôi. Còn cái việc mà ngay mình nè, ngay mình mới là chỗ quan trọng nè. Ngay bản thân mình là người học đạo nè, nhận thức được cái nhân sinh sống, nhận thức được cái cõi vô thường. Nó nhận thức được cái cõi này đi, rồi từ vợ chồng con cái chỉ là một trách nhiệm để diễn giai thôi. Còn riêng bản thân của mình hiểu rồi, hiểu rồi chọn đi. Đó, đừng bao giờ dính líu dính mắc nhau. Họ tu không tu kệ họ, còn bản thân mình phải tu.
Vì qua đời này là chúng ta đi về đâu chọn đi. Mỗi người chọn con đường đi của mình đi. Đó, cái này mới là cái đặc biệt cầu an cầu siêu nè. Tại vì chính bản thân mình an cầu an cho người, chính bản thân mình siêu cầu siêu cho người. Còn cái chuyện cầu an cầu siêu cho người nó nhỏ lắm. Còn cái chuyện mà cầu an cầu siêu cho mình để cầu an cầu siêu cho người thì đây mới là thật sự trong Phật pháp dạy. Đi vô sâu rồi đó quý vị. Đúng không? Dẫn dắt quý vị từ từ bước vào đó. Nên từ nơi đó mà mình hiểu được nguyên lý mình đi về chùa. Tại sao về chùa mà ngôi chùa thuyết pháp quan trọng? Vì nhắc nhở dạy người mà mới là quan trọng. Nếu như bây giờ quý vị đi đến đây mà lễ lại, hoặc là quý vị thắp nhang rồi quý vị cầu xin, nó không có kết quả bằng quý vị nghe buổi thuyết pháp này. Mà buổi thuyết pháp này nghe được là quan gia trái chủ đi theo cũng nghe luôn, thai nhi nghe luôn đó. Buông xuống đi con, buông xuống cái tâm hận thù đi con. Quý vị biết ở đây ngày xưa á, hòa thượng nói là toàn là mồ mả không đây nè, khu vực đất đai này mồ mả không. Thì khi mà người ta mà đem mồ mả ta hốt xác đi rồi đó, nhưng mà ở đây nó nói chứ nó cũng nhiều hương linh đồ nhiều lắm chứ không giỡn đâu, khu vực này mà xuất hiện cái ngôi chùa này mà mỗi tuần thứ bảy mà nghe pháp rồi cũng đi thực, quý vị biết ta mừng cỡ nào chưa, mừng cỡ nào chưa. Mà cái cảnh giới mà cái hương linh nó nghe, quý vị biết người ta ở gần kế bên, quý vị tin người ta không thấy chỗ này không? Không thấy đó. Chứ quý vị biết không thấy đó. Ở kế bên mà không thấy đây đó. Thì biết vì sao họ không thấy không? Vì họ bị chôn ngay cái phần mộ đó, là họ dính ngay cái vùng đất đó, họ ở chỗ đó, họ không chịu đi đâu hết. Nên dù kế bên nhưng cái tâm mê mờ, họ không thấy ở đây có một pháp hội tu như vậy. Không thấy luôn. Đừng có nói chuyện dẫn chơi hả? Rồi quý vị biết rằng hương linh thai nhi và quan gia trái chủ, quý vị biết khi bị gần chết cúng kế bên họ cũng không chịu buông quý vị ra nữa. Chúc quý vị nằm kế bên quý vị, ôm sát quý vị luôn. Hỏi gì sao không buông ra? Không, buông ra nó bỏ đi sao? Ghê chưa? Thì quý vị biết rằng quý vị đi đến chùa là quan gia trái chủ đi theo, hương linh thai nhi đi theo, củ quyền tất tổ chư siêu đi theo, đi theo rất là đông. Khi nghe như vậy rồi người sống được cởi mở, người chết cởi mở luôn. Nên Đức Phật A Di Đà đưa lên cái nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Vì sao không nương vào cái nguyện đó để cầu sanh cực lạc? Mà khi ở đây mà nghe pháp tịnh độ gì là Phật quang phổ chiếu này, mà chư hương linh nó không, ở cái vùng này tự nhiên nó quá giải cái tâm đi. Mà khi quá giải cái tâm là cái trí nó sáng, và tức khắc ba hồn chính vía nó quy về thành một. Tâm trí nó sáng rồi nó mới thấy được chỗ này. Khi con người mà chết đi rồi ba hồn chính vía người ta phân tán hết chứ. Nên hương linh là tâm thức nó rất yếu, một tiếng động của mình là nhẹ thôi. Còn người ta thì như là một tiếng sấm sét, vì thần thức người ta yếu. Quý vị để ý khi mà mình bị bệnh cảm xúc đi, thấy thần kinh mình yếu không? Mà thần kinh mình yếu mình chỉ nghe một cái tác động là mình chịu không nổi đúng không? Đó. Lúc bình thường mình nghe nhạc ầm 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 không sao, nhưng khi mình bị bệnh đau thần kinh mình yếu một cái, mình nghe một cái là mình chịu không có nổi. Cả bát niệm Phật lớn mình chịu cũng không nổi luôn. Nó mới không chi là cái người chết rồi, mà chết rồi mà nói mà muốn học đạo khó lắm, cực kỳ khó khăn luôn. Còn sống như vậy nè, chúng ta là hoàn toàn thần thức đầy đủ nè, mạnh, cực kỳ mạnh luôn, nghe là tiếp nhận được nè, mà có khi chúng ta còn không nghe, không chịu tiếp nhận. Không chi mà chết rồi mà kêu tu khó lắm, cực kỳ khó luôn. Trong cái cảnh giới đó cực kỳ khó tu luôn. Nên mà một cái ngôi chùa như vậy mà phát triển lên niệm Phật đó, là nhờ cái oai lực của Phật gia hộ, nên chư hương linh được lợi ích lớn. Nên khi quý vị về đây, họ giống như được bao trùm từ quang minh của Phật A Di Đà. Mà trời ơi, họ được tắm mình trong quang minh, quý vị biết không? Quý vị lúc mà bị niệm Phật á, thì biết hương linh người ta tung tăng cỡ nào chưa? Thoát lên vậy đó. Nhảy thoát lên. Quý vị đã từng nghe ông nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, ông này ông giảng cái công đoạn đó ngày xưa hay lắm nha. Ông nói ngày xưa mà ông, khi mà ông đi á, mà gọi là đi á, giống như đi xem mộ phần mà hương linh đồ đó, nhà ngoại cảm mà. Ông nói cái thời đó là còn ăn mặn thì chưa có đạt. Sau này là mỗi lần mà đi vậy là trước một tuần ông ăn chay, xong ông đến phần mồ mả là ông niệm Phật 100 câu, 100 câu Phật hiệu. Mà ông nói rằng là ông niệm câu Phật hiệu lên một cái đó nghe quý vị, hương linh nó tung tăng như này, mừng quá. Trời, đó là chỉ có một người niệm Phật thôi mà niệm 100 câu thôi đó. Còn quý vị coi ở đây mà bao nhiêu có người niệm Phật, một ngày niệm 4 thơ. Quý vị coi bị đi về đây mà người nào mang nghiệp phá thai, rồi
Hương Linh chưa siêu thoát mà đi về đây quý vị nghĩ người ta vui cỡ nào chưa? Trời ơi, cái câu Phật hiệu này nó không thể diễn đạt được. Mà khi mà người ta được tắm mình trong quang minh tung tăng, người ta mừng như này, mừng như này. Mà khi người ta mừng rồi là tức khắc người ta quá giải cái tâm với quý vị liền, buông cái tâm hận thù. Mà khi người ta ở đây nè, ta ở đây luôn, ta ở đây mỗi ngày được cúng thí thực cho dùng, quá giải cái tâm liền. Nên tất cả chư hương linh mà về đây nghe gì rồi ở đây đi, đi theo họ làm gì? Có kết quả gì đâu. Ở đây mỗi ngày ta cúng thí thực rồi vô đậu tràng này tu. Nó còn nếu đông người quá ra lăng ca, nếu không toàn ten đeo mà tu, hiểu không? Đó, chánh điện trên còn giống lên trên tu. Mình là văn cao thủ mà chỗ nào tu cũng được, hiểu không? Đó thì quý vị biết rằng đông lắm á. Khi người ta nghe gì mà cái ngày mà thứ bảy gì bắt đầu từ hôm nay cũng đi thật nhiều nè, bắt đầu rủ nhau rồi đó, đi rủ. Nó giống như bây giờ các vị trưởng đoàn mà rủ người ta về đây tu, hương linh cũng có văn cao thủ đi rủ tu, nên nó cũng bố trí cho vài hương linh thứ dữ. Họ cũng có xe nữa nghe, cho quý vị biết đó nghe. Cảnh giới mình sao, cảnh giới họ vậy, họ cũng có xe nữa, họ cũng lấy xe chở đi. Thí dụ như có những người đã từng chạy xe ở cái cuộc đời này, khi người ta mất đi mà người ta chưa siêu á, thì trong cái cảnh giới đó người ta chạy xe chở với người đó đi tu. Không có giỡn nghe quý vị, mình nói lên vậy đó chứ hương linh người ta sẽ làm y rang vậy luôn á. Làm trưởng đoàn dẫn đi tu đi hương linh. Hiểu không? Nó nam thì là diệu âm đức thọ, còn nữ là diệu âm liên tịnh, về cực lạc là diệu âm Như Lai. Nó tự nhiên dẫn người ta đi tu, lợi đây người ta giữ pháp hội này một cái, hộ trì tam bảo ở đây, rủ nhiều người hương linh đến đây tu, hương linh á kích thích gia đình đi đến đây tu, hiểu không? Thí dụ như bây giờ cái cô nào muốn đi đến đây tu đi mà ông chồng không cho đi, hương linh nó có năng lực lợi khiến cho ông chồng đó, em đi đi em. Trời, không giỡn đâu nghe quý vị, phần âm người ta có năng lực đó chứ không có chuyện giỡn đâu. Người ta khiến cho ông chồng tự nhiên nghe, em đi tu đi em, tự nhiên vậy đó. Trời ơi, quý vị biết rằng nghe, nơi nào mà hương linh mà không hộ trì quý vị á, mà toàn bộ là quý vị đụng chạm tới chư hương linh phần âm á nghe, vì cũng khó sống lắm đó. Chứ không đơn giản đâu, họ đông lắm. Nên từ nơi đó mà mình hướng người sống, mình phải thương người chết, vậy gọi là âm siêu dương lỡ, thấy không? Đó, nên chùa chiền nó bình yên. Nếu thí dụ như bây giờ hương linh mà không siêu mà họ bực mình đi, mấy bà cụ chùa mình té hoài, mấy bà yếu rồi, đi ngang họ gạt chân cho lộn mèo chứ, để mình cực, hiểu chưa? Trời trời. Nhưng mà bây giờ những họ thấy những đức lo nhiệt tình quá, mấy bà già mình đi không bao giờ té, mà mấy bà già vừa té là họ đỡ, họ dùng gió ấy vì giỡn đâu nghe. Hồi hô nhiều người ta thổi bị đứng lên lửa luôn á, không có giỡn đó. Nó nên từ đó mình phải tin chỗ này 100%. Thì mình đối với con người sống mình cũng tin, mà đối với con người chết mình cũng tin, là trong cái cảnh giới của chúng ta đang sống có những phần vô hình rất là độc, phải có tâm như vậy. Những đức giảng đây là giảng cho những cái phần âm người ta nghe để cởi mở tâm tư luôn. Chúng ta hãy nghe lời Phật dạy đi, quan gia nên giải không nên kết nữa. Kết gì? Kết nhiều đời kiếp kiếp. Có những hương linh mà đeo đẳng theo mà mấy trăm năm, 1000 năm, kinh chưa? Cái tâm thức á, theo 1000 năm để chờ cơ hội báo thù. Nói mà cái câu chuyện của Ngộ Đạt Quát Sư thôi là kinh khủng rồi. Bởi vì quý vị thấy cái nghiệp phá thai ghê gớm chứ. Trời ơi, giết làm 1 triệu thố thôi vậy mà theo 10 đời. Bây giờ trung bình ổng một đời ông sống 70 tuổi, 10 đời là bao nhiêu? 700 tuổi. Đi theo 700 năm, đi theo để chờ cơ hội báo thù. Vì thấy cái tâm thức báo thù ghê chưa? Nó gọi cái câu chuyện mà gọi là chú Sa Di mà lỡ giết lầm một con cá, lấy cái cây đập con cá chết. Vậy đó mà đời sau con cá này, khi mà cái ông này ông đập con cá chết, cái ông niệm Phật cho con cá, vậy mà đời sau con cá này trở thành một bậc tướng quân. Vậy mà khi mà đi đánh chặn xong đó quý vị, đi ngang ngôi chùa đó mà cái vị này bây giờ là hòa thượng rồi. Ổng là hòa thượng mà ổng tu hành đắc đạo. Ổng biết ngày nay này có quan gia đến, ổng tập trung chúng là hết trơn. Giờ đó nói chúng chờ đợi một chút có chuyện. Thì bắt đầu tướng quân này kéo quân đi ngang ngôi chùa, tự nhiên
vừa đi đến ngang ngôi chùa nghe vị, tự nhiên cái tâm tướng quân này trầu trầu, sao mà nó săn hạn kinh khủng cái chợ, rút kiếm ra đi thẳng vô định giết hòa thượng. Hòa thượng nói phan, tôi nói vài câu đi, muốn giết gì giết, kể chuyện hồi xưa đời đó sao sao, rồi ổng giết con cá hay sao, bây giờ con cá này ổng niệm Phật, con cá này bây giờ cái phước duyên thành tướng quân, rồi bây giờ tướng quân này bây giờ cái nghiệp duyên đến lúc chiêu cảm đến mà cầm kiếm vô giết tôi. Nhưng ông nhớ, khi ông giết tôi xong là tôi giải thoát, tôi đi về cực lạc. Nhưng riêng cái tâm sân hận của ông là ông phải đọ đời đời kiếp kiếp khổ đau, ông cứ giết tôi đi. Vừa nói xong một câu là vị tướng quân này buông cái kiếm xuống một phát, rồi phát tâm sức gia tu luôn. Còn ông hòa thượng đó, ông nói vậy là nhân duyên tôi đã đủ rồi, ông ngồi ông giảng sanh. Ghê chưa? Chứ thấy nó Phật pháp nó quá giải cái tâm những con người muốn báo thù mình. Người ta vừa nghe cái nó, ô vậy là quan gia nên giải, không nên kết nữa. Phải quá giải cái nghiệp quan gia mới được, không nên kết nữa. Quý vị thấy không? Đi theo mình mà nghe gì, nó thôi. Vậy con nghe thầy, vậy đời đời kiếp kiếp con mang cái tâm quán hận này, vậy là khổ hoài hả thầy? Đúng rồi. Nó đọ tam đồ ác đạo rồi nó lên nó đòi nữa. Cứ như vậy hoài khổ hoài, giải đi. Quá giải đi. Còn bây giờ vợ chồng con cái quá giải đời này đi quý vị. Quá giải đi. Đời này không quá giải, giờ đời nào? Đời này gặp tôi không quá giải nữa thôi. Muốn chờ đời nào chờ? Nhớ nghe, bây giờ gặp một thầy nhiệt tình hết lòng mà dẫn dắt đó nghe, là cơ hội cũng mừng lắm rồi đó. Cuộc đời con người thiệt thòi nhất là không được gặp thiện chí thức dẫn dắt một con đường giải thoát quý vị. Đó là thiệt thòi nhất. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Cuộc đời con người chúng ta nếu mà không nghe đạo, không được giảng pháp cho nghe, việc ác gì cũng làm hết. Cứ nhủi đầu đi làm việc ác, 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 không bao giờ buông xuống đâu. Nhờ nghe đạo đó nên những việc ác không làm đó. Đừng có nói chuyện dẫn chơi, đây là mừng lắm rồi đó. Có nhiều việc ác chúng ta đã không làm, nếu chúng ta mà không nghe đạo đi, việc ác gì chúng ta cũng làm, chỉ cần có tiền. Chỉ cần có tiền bất cứ việc ác gì cũng làm. Có con bé gái 17 tuổi nó nắm tay với ông già 85 tuổi nó đi vô chùa mình. Khi ngồi nói chuyện, Nhân Đức nói: con có 17 tuổi mà khi con đi với một người già 80 mấy tuổi gì, lý do là con cần cái gì? Là tiền. Tiền thôi. Mà ông già đó là ông biết chùa chiền. Vậy mà ông đi vô chùa, ông đi chung như vậy, Nhân Đức hỏi, nó nói là gì cái gì? Tiền. Nhân Đức hỏi, vậy có khi ông già đó hung con thấy khó chịu không? Khó chịu lắm mà con nghĩ tới tiền là không có khó chịu vậy chứ. Kinh khủng chưa quý vị? Thấy kinh khủng chưa không quý vị? Tại vì sao? Vì người ta không nghe đạo, người ta không hiểu, thì bất cứ một cái gì tiền là người ta sẽ bất chấp tất cả để tạo nghiệp vì tiền. Phải không? Quý vị cần phải nghe đạo không? Khi nghe đạo rồi thì mới hiểu được đồng tiền nó không phải bản năng đâu. Mà tình cảm con người đến với con người chân thật, nó cho quý vị một cái niềm vui thật sự khó luôn. Bây giờ chúng ta không có giàu mà chúng ta có một cái tình cảm con người, chúng ta sẽ cảm giác rất là vui quý vị. Nó giống như những đứa mà ngồi nói chuyện với quý vị thấy nó hừng hực không? Mà cái cách nói này nó không đơn giản đâu nghe quý vị. Âm thanh mà nó nặng nặng một chút là nói không nổi á. Vì nó nhấn mạnh dữ quá. Ở đây á, cái giảng ở đây này nó nặng hơn giảng bên hộ pháp. Biết gì sao? Vì bên hộ pháp nó có thời gian thâm niên. Cả phần âm bên hộ pháp người ta nghe người ta cũng dễ nghe. Mà phần âm bên đây nghe cũng khó. Chưa có phải tiếp nhận nhiều. Nên từ nơi đó mà cái từ trường giảng nó nặng hơn là bên hộ pháp. Mà cả quý vị ngồi ở đây nó cũng cảm thấy nó hiu hiu hơn bên hộ pháp. Chứ không có giỡn đâu nghe. Ừ. Nó. Nhưng quý vị kiên nhẫn chừng nửa năm sau là nơi đây quý vị coi nó ầm ầm vậy đó. Lo đài bắt bự bự lại. Ốm quá. Quý vị thấy không? Lo ốm nhiều nhất rồi đúng không? Bên hộ pháp nó tới ba cục lo nó ầm ầm rồi đúng không? Còn đây có cái lo này mà nghe được mà đúng quý vị, nghe cũng rõ đúng không? Để vài bữa có tiền mua lo khác. Không, thật sự mà nói chuyện thì phải sung. Nói chuyện nó phải ầm ầm lên mới sung. Rồi cái giờ này mà nói chuyện mà không có lực, cứ nghe ngồi dưới á. Không, mà nhà Đức nhìn thấy quý vị nghe cũng đỡ tương đối, không có cái chuyện mà hung trầm quá. Chỉ có thấy có một hai cô. Ông mà tội nghiệp tới ghê.
vì nó nghe mà cái điệu địa chung 20 phút đó, nó không đơn giản đâu quý vị. Ngồi nghe nói chuyện nó còn đỡ đỡ, chứ mà gặp 20 phút mà địa chung á. Bữa đó Nhật Đức ngồi đây nè, Nhật Đức nhìn xuống, Nhật Đức thấy có nhiều cô. Ồ, đúng là niệm Phật không đơn giản quý vị. Ngon. Vậy mà Nhật Đức ở đây làm cái cách vậy mà hết chân ngủ gục. Nhật Đức làm gì nè, y gan luôn cho mấy bà thấy. Nhật Đức làm gì nè, mấy bà với mấy bà vừa cười, cái bà chơi buồn ngủ hết trơn. Còn gặp mà ngồi nó càng nghiêm thì nó càng buồn ngủ nghe. Ngộ ta, nó càng nghiêm nó càng buồn ngủ. Từ nơi đó mình thì thấy rõ ràng, thấy tu hành phải hiểu, có một phương pháp thật sự phải hiểu. Chỗ này rất nhiều người đi chùa, chúng ta đến chùa nào là cầu an cho người thân, nào là cầu siêu cho người thân. Nhưng chúng ta đi đến một ngôi chùa chuyên tu, nghe được Phật pháp, rồi phát tâm ăn chay trường, rồi biết phóng sanh, cúng thí thực. Chúng ta đến đây gieo cái nhân như vậy thì chắc chắn là cái quả nó phải thù thắng. Chứ không phải là chúng ta chỉ đi đến nơi đó rồi bắt đầu là chúng ta quỳ trước Phật chỉ có cầu xin này kia, thì nó không có kết quả như là chúng ta đi đến chùa mà chúng ta nghe pháp, sửa đổi lỗi lầm, tu nhân tích đức, rồi bản thân chúng ta từng làm những điều gì sai mình sửa đổi lại, rồi mình lỡ làm người con bất hiếu thì giờ mình nghe đạo mình hiểu rồi, mình trở thành người con có hiếu. Thí dụ như mình đã từng bất hiếu với cha mẹ mình, mà giờ cha mẹ mình đã mất rồi, chúng ta còn có cơ hội để có thể có hiếu với cha mẹ được không? Có thể được. Từ khi bây giờ chúng ta nghe được Phật pháp, nhất là pháp môn niệm Phật này, chúng ta chân thật niệm Phật, bản thân của mình quyết chí đời này phải về cực lạc. Và chúng ta mỗi lần tu, chúng ta đều có tâm hồi hướng cầu cho cha mẹ mình được siêu thoát. Từ nơi cái tâm mình sửa đổi lỗi lầm hướng thiện, rồi mình chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, chúng ta nhất định sẽ cầu an cho người thân và sẽ cầu siêu cho người thân được rất là tốt. Ngôi chùa mới ở đây chúng ta tổ chức mỗi tuần thứ bảy. Nhưng Đức cũng nói với ban tổ chức rằng chắc là mỗi tuần thứ bảy sẽ không đông như chủ nhật. Tại vì có nhiều người, người ta còn đi làm, hoặc là đi hoài, rồi công việc làm ăn thì sao. Nó nói chứ đi chùa cũng tốn tiền xe chứ, đúng không? Nên từ nơi đó mà bây giờ đi hoài luôn, mà nếu mà gặp dễ dàng thì được, còn gặp mà chồng khó khăn thì sao đi. Mà đa phần đi chùa nhìn xuống toàn là nữ không, nên thì mình cũng cố gắng mình tổ chức cái khóa tu ở bên đây mỗi tuần thứ bảy. Mà mình phải kiên nhẫn, chứ không phải là ban đầu tổ chức không đông cái mình nghĩ, không phải. Mà mình phải làm lâu dài. Lâu dài cái ở đây từ từ nè, bắt đầu người ta mới biết, rồi bắt đầu là người ta điều chỉnh lại cái thời gian của người ta. Chứ ban đầu có khi người ta muốn đi nó cũng khó, ta chưa có điều chỉnh được cái công việc nó đâu vào đó ổn định á. Đó giờ thì chủ nhật mới đi chùa, bây giờ đi thêm thứ bảy nữa. Cái điều này nó phải có thời gian cho người ta điều chỉnh. Nên cái khóa tu này phải kiên nhẫn. Như bây giờ mình là nhiều người biết rồi đó, nên cái chương trình đi thứ bảy mà mình nhìn xuống hội chúng cũng có người tương đối cũng kính chánh điện, chứ gặp mà bình thường khác không có bao nhiêu người đó quý vị. Nó như hồi đó những Đức ở dưới hộ pháp á, là chúng chùa mình được 100+ người. Tổ chức cộng tu đầu tiên chỉ có 3-4 người đến chùa, người ngoài vô có 3-4 người thôi à. Nhưng mà kiên nhẫn tới bây giờ luôn, ngày chủ nhật mà đông gì. Thì bây giờ mỗi tuần thứ bảy mình tổ chức, mình phải kiên nhẫn cả năm, thì cái số lượng người mà ngày chủ nhật người ta đi, tự người ta điều chỉnh lại. Thí dụ như người ta điều chỉnh lại, thí dụ như thường cứ đi ngày chủ nhật hoài, bây giờ điều chỉnh lại đi ngày thứ bảy.
Có nghĩa là điều chỉnh để làm sao mà nó cân bằng các điểm chùa của mình. Thí dụ như ngôi chùa này là nuôi người già nhiều nè, vậy sao? Mấy dãy nhà này khi xong hết là nuôi người già rất là đông. Nên cái chương trình khóa tu này là cái khóa tu để cho người ta biết ngôi chùa này, để người già có cơ hội người ta về đây, để người ta ở đây người ta tu. Đa phần là người ta biết bên chùa Hộ Pháp, nhưng mà ở đây có nhiều người mà người ta không biết đường đi vô đây á, tại vì nó quá mới quý vị. Như Đại Tùng Lâm thì ta dễ biết, nhưng mà ở đây nè khó biết nè. Nên mình phải tổ chức khóa tu để cho người ta biết ở đây. Rồi cái khóa tu này sau này nó có kết quả này nè quý vị. Mà mình đi đến đây mình giữ khóa tu này nè, mình vừa hộ trì Tam Bảo, mình lại vừa gây dựng cái nhân duyên cho người ta được cơ hội về đây ở tu luôn nè. Là sau này khi ngôi chùa này mà cái ngày thứ bảy mà người ta tu đông luôn đó, thì những đức nghĩ rằng cuộc đời của người mình thì càng ngày nó càng lớn tuổi, chứ không phải là càng ngày nó càng nhỏ lại đâu. Thì quý thầy ở đây coi chúng chùa ở đây á, quý thầy còn trẻ những đức. Nên á, sau này khi đông người quý thầy quản chúng sau này quen á, thì có những từng những đức sẽ để cho quý thầy nói chuyện với Phật tử, tập cho quý thầy, quý vị cũng như những đức ngày xưa được cơ hội đó thôi. Rồi sau này quý thầy từ từ quen, rồi từ quản chúng coi chùa nuôi người già, rồi thứ bảy mỗi tuần hướng dẫn Phật tử tu. Từ cái nhân duyên đó mà mình càng lớn tuổi về sau mình càng rút binh trở về bên Hộ Pháp luôn, để cho quý thầy ở đây, quý thầy nuôi chúng, lo cho chúng, cũng y rang như tư tưởng mình luôn. Thì Phật Pháp như vậy nó mới thịnh vượng. Chứ nếu như chỉ có mình làm không, quý thầy không được làm chứ. Vậy thì Phật Pháp nó không có đặc biệt, không có thịnh vượng. Phật Pháp đó là giống như che già măng mọc, con người phải truyền cho con người. Giống như với Phật A Di Đà mà truyền đăng thì thấy không, là giống như truyền ngọn đèn trí tuệ cho từng người á. Giống cái hay phải dạy người tiếp tục làm. Nhiều người mà làm được gì thì Phật Pháp nó mới thịnh vượng, chúng sanh mới được nhờ nhiều. Nhưng như kỹ của mình, những đức làm lỡ như đức bệnh hay như đức chết bất đắc kỳ tử gì vậy, rồi ai làm? Nên mình phải đặc trách đào tạo cho người làm việc đó. Nên mai mốt tới bên Đại Tùng Lâm, những đức xin hòa thượng 15 với 30 mà chúng ta chuyển từ khóa lại. Chuyển từ khóa buổi nào tu? Buổi tối. Tại vì bằng ngày mình đánh bằng ngày không chịu không nổi, chuyển lên buổi tối. Thì bắt đầu Phật tử người ta có thể đi được 15 với 30 bằng đêm. Thí dụ như khoảng 7 giờ thì khóa tu của mình khoảng 8 giờ rưỡi là hoàn tất. Đổi lên buổi tối. Và ở bên Đại Tùng Lâm mình chuyển lại là ghi cầu an cầu siêu 15-30. Thì thu hút một số người ghi cầu an cầu siêu. Có nghĩa là cái đầu như đức nó tính quý vị. Tính làm sao mà dùng đa dạng phương tiện để dẫn dắt cho người ta tu. Tại vì sao ngay cái điểm đó thì thường người ta khách hành hương, khách này khách kia người ta đến đông. Nhiều người ta thích đến cầu an cầu siêu. Thì bây giờ mình ở bên đó mình đặt thêm cái bàn ghi cầu an cầu siêu. Nó cho quý thầy làm cái chuyện đó cũng được. Còn bản thân mình hướng dẫn Phật Pháp, mình cũng nghiêng qua cái chuyện ghi cầu an cầu siêu cũng được lợi ích. Thật sự mà nói, thí dụ như bây giờ đi, mình ngồi ở đây mình khen một người nào đó, mình ngồi ở đây mình nói tôi nguyện đem công đức này tôi hồi hướng cho tên ông đó gì câu gì, chứ nó nói trong lòng ta cũng vui một chút, hiểu không? Giống như thời tiết nóng mà cầm quạt quạt cái nó cũng mát đỡ một chút quý vị, hiểu không? Nên con người mình phải nghĩ được cái lợi cho người ta một chút cũng được, nhưng mà phù hợp đúng là đúng chỗ nghe. Nên những đức nói là nếu sau này đủ duyên là ngày 15 với ngày 30, những đức sẽ tổ chức khóa tu một buổi tối, chứ không có tu bằng ngày gì nữa. Tại vì buổi tối thì quý vị có thể bằng ngày làm việc được. Rồi tối lại thì thí dụ như mình, ví dụ như 7 giờ mình vô cái khóa tu, thì bây giờ mình ở xa mình cũng đi đến đây được luôn. Thì tự nhiên mình dự khóa tu trong 8 giờ mấy mình đi về. Đó, có thể chương trình như vậy thì ngày 15 với ngày 30 phát triển được. Cũng là một ý niệm gì quý vị? Để cho đạo tràng bên Đại Tùng Lâm có một cái khóa tu luôn. Sau này cho quý thầy bên đó là tự hướng dẫn Phật tử 1 tháng 2 ngày của cái khóa tu đó, để quý thầy có cuộc sống điều kiện để mà nuôi chúng ở bên đó sau này. Có nghĩa là mỗi một vị trí những đức đến, những đức đều để lại một cái nhân duyên cho tất cả quý thầy quý chú, ai cũng có cái duyên để làm những việc mà như mình đã làm. Nhớ nghe, nghĩa là tất cả những gì mình làm mình nói rất rõ ràng. Nên Phật tử mà đi đến đây gọi là hộ trì Tam Bảo đó quý vị, đang hộ trì Tam Bảo.
Mà những cái điểm chùa này lại là những cái điểm chùa mà chuyên tu nữa chứ. Phương pháp tu, thờ khóa tu đều nhất, loạt ổn định vì cho mình tu hết trơn. Rồi có chia sẻ Phật pháp nữa. Từ nơi đó mà mình đi đến đây, rồi mình lại nhìn nhận ngôi chùa gì, hoặc mình dẫn một người già đi đến đây người ta tu. Khi ta đi đến đây tu, mình dẫn người ta đi lên phòng ốc tham quan. Để chi? Nói cụ thấy không? Mình ở nhà mình nói có khi mình còn lo lắng đủ chuyện. Mà bây giờ mình đi vô đây, mà nếu mình ở trong cái tuổi già mình mà mình tu được thì đặc biệt quá cô. Cô thấy không? Phòng ốc nhà vệ sinh đồ đàng hoàng, sạch sẽ. Nghĩa là mình dẫn một người mà mình chỉ dạy cho người ta có cái chỗ nương tựa về tuổi già, là quý vị đang dẫn một người đi làm Phật. Cái việc làm này nó cực kỳ ý nghĩa luôn quý vị. Nó thì nguyên một cái buổi chia sẻ Phật pháp tính ra tiếng mấy đồng hồ. Quý vị biết rằng nghe gì nó được lợi ích cho mình, cho người, cho chúng sanh. Rồi xong hết trơn, chúng ta lễ Phật nửa tiếng đồng hồ. Tại vì lễ Phật ngon hơn. Những đức nói lễ Phật xong là đặc biệt dữ lắm quý vị. Hiểu chưa? Đó, bây giờ là chúng ta nói chuyện tới đây thôi ha quý vị. Chúc quý vị an lạc nhé. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay ngày 14 tháng Giêng 2023, tại chùa mới của Hòa Thượng này xây cũng chưa có xong, mà chúng ở đây tu cũng rất là đông. Hôm nay chúng ta tổ chức cũng tu mỗi tuần thứ bảy, hàng tuần chúng ta sẽ ở đây tổ chức khóa tu. Nên Phật tử khắp nơi nơi chúng ta về đây để mình tu học những tuần thứ bảy. Như những người ở xa, chúng ta có thể ở đây tu buổi thứ bảy. Chiều chúng ta qua bên hộ pháp dự cái khóa học lớp đạo làm con. Sáng chủ nhật thì chúng ta cộng tu chủ nhật hàng tuần thì bình thường. Từ nơi đó mà chuyến đi quý vị đến đây tu học rất là đầy đủ. Mỗi một điểm chùa như ngôi chùa mới này, tương lai cũng nhiều người già đến đây tu. Nên cái khóa tu mỗi tuần thứ bảy này sẽ đều đặn và duy trì mãi mãi. Mỗi tuần thứ bảy khóa tu ở đây. Và tất cả những người già khắp nơi nơi chúng ta cũng có cơ duyên đến đây tu. Và đủ duyên mình xin ở đây được tu học để mà cuối đời mình niệm Phật giảng sanh. Chúng ta hôm nay cộng tu từ niệm Phật, nghe pháp và lễ Phật phóng sanh cũng đi thực. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có duyên đến đây để nương tựa ở đây tu hành. Nên hồi hướng công đức nguyện cho Hòa Thượng có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Và nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả những người chết sông, chết suối, chết xe đụng, hay tất cả những chư hương linh chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Mà nhờ nghe được bổ nguyện niệm Phật nên hướng về Tam Bảo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nên thần thức sáng suốt, biết nương vào bổ nguyện niệm Phật, mỗi ngày nghe pháp môn niệm Phật để nương vào bổ nguyện niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tự chúng ma ngã kim tế dự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng
chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, nhất thiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lục lăng ta bà ha, một lục lăng ta bà ha, an nga nga nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, an nga nga nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp quá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chỗ ở đây quý vị thấy cảm giác cũng thiết thực, như nó có một từ trường rất là tốt nha, mát mẻ và chắc chắn rằng người ta rất là hoan hỷ. Nên khi mình về đây cái nơi này, những đức tin chắc rằng đại chúng sống rất là khỏe, vì cái từ trường và ở đây rất là mát, với nó cũng cách xa khu công nghiệp, nó phải như bên Hộ Pháp. Từ nơi đó mà chúng sống bên đây khỏe lắm, nó thoáng quá quý vị. Khi những đức cúng đi thực mà thấy nó thoải mái, nó mát làm sao, từ nơi đó thì chắc chắn là chư hương linh người ta được nhờ rất là lớn ha. A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Quý vị đến một cái chương trình tu nào, hay là chương trình mừng thọ, hay là gia đình có đầy tháng thôi noi, có người mắc đám dỗ gì, mà chúng ta niệm Phật và phóng sanh, đây gọi là hợp lòng với chư Phật Bồ Tát. Vì chúng sanh thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Chúng ta nghe đạo, phát tâm ăn chay, phóng sanh, là đó là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên tất cả những con chim này nó đang bị nhốt trong lòng giống như ở tù, mình thả nó ra nó mừng lắm. Giống như mình ở tù mà ai thả mình mừng lắm. Mà mình thả nó mà mình còn quy y niệm Phật cho nó nghe, và nói pháp môn tịnh độ cho nó nghe, để khi nghe pháp môn tịnh độ rồi buông cái thân súc sanh. Khi
Khi được thả ra nên ở trong ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời toàn thể đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.